Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 207. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cũng nhìn đối phương, sau đó xoay người rời đi, vừa nhìn đã biết người phụ nữ này không phải người hiền lành, đừng nên động chạm thì tốt hơn. Lúc này, cô gái kia đột nhiên chỉ sang bên phải. Diệp Huyên xoay người nhìn nàng ta, bên phải sao? Cô gái gật đầu. Diệp Huyên cũng gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn ngự kiếm, lập tức biến mất ở cuối chân trời. Nhưng lúc này, hắn chợt xoay người, phát hiện cô gái khi nãy vẫn đang đi theo sau lưng hắn. Diệp Huyên chớp mắt, cô đi theo ta làm gì? Cô gái nhìn bút bên hông của Diệp Huyên, sau đó lại nhìn hắn, chung đường. Giọng nói của nàng ta rất lạnh, lạnh đến thấu xương, khiến người ta nghe thấy khó chịu. Chung đường. Diệp Huyên nhìn cô gái. Sau đó nói, đừng nói là cô muốn cướp ta nhé. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nàng ta chỉ bút đại đạo bên hông hắn, cho ta mượn chơi thử. Diệp Huyên thầm thấy khiếp sợ, người phụ nữ này muốn bút đại đạo, nàng ta nhận ra đây là bút đại đạo sao? Nhưng Diệp Huyên nhanh chóng lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ này. Đến tận lúc này, dường như chỉ có Tần Quan nhận ra bút đại đạo thôi. Có lẽ cô gái này chỉ cảm thấy bút đại đạo không đơn giản. Nghĩ vậy, Diệp Huyên bèn nhìn cô gái, hắn lắc đầu, không được. Cô gái híp mắt, nàng ta đặt tay trái lên chuôi đao, một đao thế đáng sợ lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày. Bán bộ động huyền. Vì có bút đại đạo, cho nên hắn có thể thấy rõ cảnh giới của người phụ nữ này. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nhưng lại không ra tay. Dường như hơi kiêng dè. Diệp Huyên không để tâm đến nàng ta, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Cô gái thoáng do dự, sau đó vội vàng đuổi theo. Thần Sơn. Ở Hoang Vũ Trụ có vô số thế lực lớn bé, nhưng nếu nói thế lực mạnh nhất thì chính là Tu La Thành ở phía nam và ngạn tộc của Thần Sơn. Thần Sơn ngạn tộc, thờ phụng cổ thần. Nhưng không ai biết rốt cuộc cổ thần là tồn tại gì. Chỉ biết những cổ thần này đều không thuộc về thời đại này. Trên đường chạy đến Thần Sơn, Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái kia, nàng ta vẫn đi theo hắn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó dừng lại, hắn vừa dừng lại, cô gái kia cũng dừng lại theo. Diệp Huyên chậm rãi đi về phía cô gái nhìn Diệp Huyên, nàng ta híp mắt, sau đó, những họa mai màu máu trên váy nàng ta đột nhiên xoay tròn, sau đó, thời không trong thiên địa bắt đầu hỗn loạn. Diệp Huyên thầm hoảng hốt. Người phụ nữ này mạnh thế. Diệp Huyên đột nhiên cầm lấy bút đại đạo, sau đó vung tay, định. Oanh! Thời không hỗn loạn xung quanh lập tức bình thường trở lại. Bút đại đạo. Nhìn thấy cảnh này, con người của cô gái kia chợt co lại, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô biết cướp đồ của người khác là không tốt không? Cô gái nhìn chằm chằm cây bút trong tay Diệp Huyên, không nói một lời. Lúc này, Diệp Huyên đã đi tới trước mặt nàng ta, cô gái nắm chặt lấy thanh đao trong tay, nàng ta rất đề phòng. Chỉ cần Diệp Huyên có hành động khác thường, nàng ta sẽ lập tức xuất đao. Diệp Huyên nhìn thanh đao trong tay cô gái, sau đó nói, có thể cho ta mượn đao của cô một lát không? Cô gái híp mắt lại, trong mắt thoáng hiện lên sát khí. Diệp Huyên lập tức nói, cô xem đi, cô cũng không muốn cho ta mượn đao, nhưng lại muốn mượn bút của ta, cô cảm thấy thế là bình thường sao? Làm người phải đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, cô. Cô gái đột nhiên cầm lấy loan đao bên hông, sau đó đưa cho Diệp Huyên. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mẹ kiếp! Sao cô không làm theo kịch bản gì cả thế? Thấy cô gái đưa loan đao đến, Diệp Huyên im lặng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta có thể cho cô mượn, nhưng chỉ là mượn chơi thôi, hơn nữa, cô còn phải giúp ta làm một chuyện. Cô gái gật đầu, được thôi. Diệp Huyên cất lời, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chuyến đi đến Thần Sơn ngạn tộc lần này, e rằng không tốt đẹp cho lắm. Vừa nhìn, Diệp Huyên đã biết người phụ nữ này rất giỏi đánh nhau. Dẫn thêm người giúp đỡ vẫn tốt hơn. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía cô gái, có lẽ ta phải đánh nhau với ngạn tộc, cô có sợ không?
Cô gái cũng nhìn Diệp Huyên, không sợ. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì đi. Dứt lời, hắn ngự kiếm biến mất. Cô gái vội vàng đuổi theo. Không lâu sau đó, Diệp Huyên và cô gái đi đến thần sơn cao mấy vạn trượng, cao chọc trời, người bình thường nhìn từ dưới lên hoàn toàn không thể nhìn thấy đỉnh núi. Dưới chân núi, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, lúc này, một người áo đen xuất hiện trước mặt hắn. Chính là người áo đen mà hắn gặp trước đây. Mà lúc này, thân thể của người áo đen đã hồi phục. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, ta không ngờ ngươi thật sự sẽ đến. Diệp Huyên cười nói, ta muốn gặp Ngạn Bắc, sau đó dẫn nàng đi. Người áo đen lập tức lắc đầu, nếu ta nói không được thì sao? Diệp Huyên cười nói, lời của ông có đại diện cho Ngạn tộc không? Người áo đen gật đầu, có. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, gần đây ta đọc rất nhiều sách, không muốn nóng tính. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, ta muốn xem thử ngươi nóng tính thế nào. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm đến. Ong! Thời không xung quanh lập tức rung động kịch liệt, sau đó, vô số thanh kiếm bay đến từ chư thiên vạn giới, trong nháy mắt, chân trời sau lưng Diệp Huyên đã tập trung mấy triệu thanh kiếm. Toàn bộ thần sơn đều khiếp sợ. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Bên dưới thần sơn, khí thế của Diệp Huyên thoáng chốc tăng vọt, trong nháy mắt, khí thế của hắn đã từ chi huyền biến thành động huyền, hơn nữa, khí thế vẫn đang không ngừng dâng cao. Khí thế mạnh mẽ như một cơn gió mạnh thoáng chốc càn quét toàn bộ thần sơn, lúc này, tất cả cường giả ở thần sơn Ngạn tộc đều cảm nhận được một uy thế cực kỳ đáng sợ, giống như sắp ngạt thở vậy. Diệp Huyên nhìn người áo đen đã hóa đá trước mặt, cười nói, ông từng thấy cường giả động huyền cảnh trẻ tuổi thế này chưa? Người áo đen run rẩy nói, chưa. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hắn vỗ nhẹ lên vai người áo đen, 3 giây, trong vòng 3 giây, nếu không nhìn thấy Ngạn Bắc, ta sẽ bắt đầu tàn sát. Tàn sát, đúng là giỏi ra oai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, một tiếng cười to vang lên từ trên đỉnh thần sơn, sau đó, một khí thế đáng sợ xuất hiện, một khắc sau, có một ông lão chạy nhanh đến. Cường giả của thần sơn Ngạn tộc. Hơn nữa còn là động huyền cảnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vung bút. Một tia bút phong bay ra. Vụt, ông lão động huyền cảnh vừa mới xuất hiện phía chân trời lập tức bay đầu. Giết chết trong nháy mắt, người áo đen ở trước mặt Diệp Huyên đột nhiên mềm nhũn hai chân, quỳ xuống đất run rẩy nói, đại lão. Tiểu thư sẽ lập tức đến đây. Cường giả động huyền bị giết chết trong nháy mắt. Lúc này, tất cả cường giả của thần sơn Ngạn tộc đều ngơ ngác. Đây là cường giả động huyền đấy. Nhưng ông ta cứ thế bị giết chết trong nháy mắt ư. Hơn nữa còn chỉ với một chiêu. Người áo đen ở trước mặt Diệp Huyên đã sợ đến mức tè ra quần. Thật sự tè ra quần rồi. Đây là thẳng tay giết chết động huyền cảnh trong nháy mắt đó. Thực lực đáng sợ đến mức nào mới có thể làm được chứ? Cô gái ở sau lưng Diệp Huyên nhìn chằm chằm hắn, không đúng, phải nói là nàng ta nhìn chằm chằm bút trong tay hắn, trong ánh mắt lạnh như băng của nàng ta tràn đầy sự kiêng dè. Lúc này, một cô gái chậm rãi đi tới từ phía xa. Người đó chính là Ngạn Bắc. Nhìn thấy Ngạn Bắc, Diệp Huyên yên tâm hơn, hắn chỉ sợ gặp phải chuyện máu chó gì đó, ví dụ như lúc hắn đến, Ngạn Bắc đã bị làm sao. Cũng may bút đại đạo này không sắp xếp bừa bãi cái gì. Bút đại đạo. Thấy Diệp Huyên, Ngạn Bắc hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, người đến đây làm gì? Diệp Huyên đi tới trước mặt Ngạn Bắc, không phải ta đã nói với cô rồi sao? Ta sẽ cùng cô đến Ngạn tộc, vì sao không tin tưởng ta? Ngạn Bắc nhẹ giọng nói, ta thật sự không biết ngươi lợi hại như thế. Diệp Huyên cười nói, bây giờ biết rồi chứ? Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi đến tìm ta làm gì? Ngươi đã có người trong lòng rồi mà. Diệp Huyên cau mày, ta có thể thích nhiều người mà. Mọi người. Ngạn Bắc trừng Diệp Huyên, sao ngươi có thể như thế chứ? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tạm thời không nói đến vấn đề này, để ta nói chuyện với người trong gia tộc của cô trước đã. Nói xong,
hắn xoay người nhìn về phía người áo đen đang quỳ, ông đại diện cho ngạn tộc sao? Người áo đen lắc đầu, không, cấp bậc của ta còn chưa cao như thế, tộc trưởng sẽ nói chuyện với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được, bảo tộc trưởng của ông đến đây. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới, người đó chính là Ngạn Nam, tộc trưởng của ngạn tộc. Ngạn Nam nhìn Diệp Huyên, sâu trong mắt lộ vẻ kiêng dè, không biết các hạ xưng hô thế nào. Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên của Thư viện Quan Huyền. Ngạn Nam trầm giọng nói, ngạn tộc ta và các hạ không thù không oán. Diệp Huyên lắc đầu, ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Ta đến đây là vì ngạn Bắc. Ngạn Nam nhìn Diệp Huyên, hắn cười nói, ta muốn dẫn nàng đi. Ngạn Nam im lặng một lát rồi hỏi, ta có thể từ chối không? Diệp Huyên cười tươi đáp, ông có thể thử xem. Ngạn Nam. Người áo đen chợt cất lời, các hạ, chúng ta có thể đàm phán. Diệp Huyên nhìn người áo đen, hôm nay ta không muốn nói phải trái. Người áo đen. Diệp Huyên nhìn về phía ngạn Bắc, chúng ta đi thôi. Ngạn Bắc hơi do dự. Ngạn Nam đột nhiên nói, các hạ, thực lực của cậu rất mạnh, ngạn tộc ta không dám ngăn cản cậu. Nhưng cậu phải biết nếu cậu đưa nàng đi sẽ chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho ngạn tộc mà thôi. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Ngạn Nam khẽ thở dài, có lẽ các hạ cũng biết, ngạn tộc ta thờ phụng cổ thần, mà cứ cách 10 năm, ngạn tộc ta đều phải hiến tế thần nữ cho cổ thần. Diệp Huyên nhìn ngạn Nam, tỏ vẻ không vui, cho nên ông muốn cho nữ nhi của ông làm thần nữ. Ông còn điên hơn phụ thân của ta nữa. Người đàn ông áo xanh. Ngạn Nam cười khổ, không phải ta muốn để ngạn Bắc làm thần nữ, mà là cổ thần đã chọn nàng. Diệp Huyên nhìn ngạn Bắc gật đầu. Nét mặt Diệp Huyên trở nên lạnh lùng, cổ thần gì mà biến thái thế. Nghe vậy, sắc mặt ngạn Nam lập tức thay đổi, các hạ, nói năng cẩn thận. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, cổ thần mà các ông nói ở đâu? Ta đến nói chuyện với ông ta. Ngạn Nam hơi do dự, sau đó hỏi lại, cậu chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu. Ngạn Nam lập tức ra hiệu mời, mời lên đỉnh núi nói chuyện. Diệp Huyên gật đầu. Mọi người cùng đi lên đỉnh núi. Trên đường đi, ngạn Bắc đột nhiên nhìn thoáng qua cô gái sau lưng Diệp Huyên, sau đó hỏi, sao nàng lại đi theo ngươi? Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, cô quen nàng sao? Ngạn Bắc gật đầu, nàng là tú phản của Tu La Thành. Vì xảy ra mâu thuẫn nên mới rời khỏi Tu La Thành. Tu La Thành. Diệp Huyên quay đầu nhìn tú phản, hắn không ngờ cô gái này lại là người của Tu La Thành. Nét mặt Tú Phạn rất bình tĩnh, nàng ta không nói gì. Lúc này, mọi người đã đi đến đỉnh núi, dưới sự hướng dẫn của ngạn Nam, Diệp Huyên đi tới trước một tế đàn, trên tế đàn có một pho tượng khổng lồ. Pho tượng kia tay cầm trường mâu, không giận tự uy. Ngạn Nam cung kính hành lễ với pho tượng, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt pho tượng, lúc này, pho tượng kia đột nhiên mở mắt ra. Pho tượng nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt hờ hững như đang nhìn một con kiến. Thấy pho tượng mở mắt, những cường giả ngạn tộc đang ở đây đều thay đổi sắc mặt, lập tức quỳ xuống. Ngạn Bắc thoáng do dự, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, thấy nụ cười của hắn, ngạn Bắc chợt thấy yên tâm, nàng ta nắm chặt tay Diệp Huyên, lúc này, dường như cổ thần trước mắt không còn quá đáng sợ nữa. Cổ thần kia chợt nói, ngươi thấy ta mà không quỳ xuống sao? Là nói với Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cổ thần kia, cười đáp, ta thấy phụ thân của ta còn không quỳ, ông nghĩ mình là ai? Người đàn ông áo xanh. Cổ thần híp mắt, một khắc sau, chân trời đột nhiên tối lại, sau đó, một uy thế đáng sợ kéo đến. Đây là khí thế vượt qua động huyền cảnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay. Một thanh kiếm bay lên cao. Oanh! Kiếm chém rách bầu trời. Chiêu kiếm chém lên bầu trời, khiến uy thế đáng sợ lập tức biến mất. Trảm hư! Nhìn thấy cảnh này, cổ thần kia hơi nhíu mày, ông ta đang định cất lời thì một thanh kiếm đột nhiên đâm vào giữa chân mày của ông ta. Ầm! Pho tượng rung động dữ dội, sau đó dần nứt ra. Diệp Huyên kéo ngạn Bắc xoay người rời đi. Cổ thần ở phía sau chợt nói,
không tôn trọng thần, khinh thường thần, đừng nói đến việc ngươi chỉ có khí vận đại đạo, cho dù bút đại đạo bảo vệ ngươi, ngươi cũng sẽ chết chắc. Bút đại đạo. Diệp Huyên dừng bước, hắn cười khẽ thần. Đúng là buồn cười, chỉ là một đám sinh linh có thực lực mạnh một chút thôi mà. Giọng nói của cổ thần càng trở nên lạnh lùng hơn, người dám nghi ngờ thực lực của cổ thần. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, trước đây cô cũng từng tín ngưỡng cổ thần này sao? Ngạn Bắc gật đầu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bắt đầu từ bây giờ ta đổi cho cô một vị thần khác, cô có thể tín ngưỡng nàng. Ngạn Bắc hỏi tò mò, là ai? Diệp Huyên nhếch môi, thanh nhi của ta, bắt đầu từ hôm nay, cô hãy cùng ta tín ngưỡng nàng. Ngạn Bắc hơi do dự, sau đó hỏi, nàng lợi hại lắm sao? Diệp Huyên chớp mắt, không hỏi thì thôi, nếu hỏi chỉ có thể nói là vô địch. Nói xong, hắn kéo Ngạn Bắc đi về phía xa. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người Ngạn Nam, cười nói các người cũng có thể tín ngưỡng thanh nhi. Nghe vậy, sắc mặt Ngạn Nam lập tức thay đổi, ông ta nhìn pho tượng cổ thần đã hoàn toàn nứt vỡ kia, cúi người thật thấp, không ngừng dập đầu, Ngạn tộc ta chỉ tín ngưỡng một vị cổ thần, suốt đời suốt kiếp. Bọn họ không biết bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội gì. Nghe thấy lời của Ngạn Nam, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau đó kéo Ngạn Bắc rời đi. Lúc này, Ngạn Nam chợt nói, bắt đầu từ bây giờ, Ngạn Bắc không còn là người của Ngạn tộc ta nữa. Ngạn Bắc khẽ run rẩy. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, cười nói, không bao lâu nữa, khi cô quay lại một đây, Ngạn tộc sẽ xem cô là một niềm vinh dự. Tin tưởng ta. Ngạn Bắc gật đầu. Hai người rời đi. Cổ thần kia chợt nói, ngươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn cổ thần bằng ánh mắt lạnh như băng. Ông không cần nói nhảm với ta hoan nghênh ông đến xử ta tên Diệp Huyên, mong bị gây hấn. Dứt lời, hắn đột nhiên chém ra một kiếm. Ầm. Pho tượng kia lập tức biến thành hư vô. Các cường giả của Ngạn tộc. Diệp Huyên không thèm quan tâm đến bất cứ ai, dẫn Ngạn Bắc và Tú Phạn rời đi. Sau khi rời khỏi Ngạn tộc không lâu, một người phụ nữ xinh đẹp chợt xuất hiện trước mặt ba người nhóm Diệp Huyên. Thấy người phụ nữ này, Ngạn Bắc lập tức đi tới, nàng ta nắm lấy tay người phụ nữ, nhẹ giọng nói, mẫu thân. Người phụ nữ xinh đẹp giúp Ngạn Bắc vén gọn tóc bên tai, bà ta khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, có thể nói chuyện một lát không? Chỉ hai chúng ta thôi. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là được rồi. Người phụ nữ xinh đẹp và Diệp Huyên đi về phía xa. Người phụ nữ cất lười, cậu giết chết một cường giả động huyền cảnh trong nháy mắt. Diệp Huyên gật đầu. Người phụ nữ quay đầu nhìn hắn, nhưng cường giả động huyền cảnh không thể nào so với cổ thần được. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó nói, cậu rất tự tin, cũng rất phong độ, chẳng trách con bé lại thích cậu. Diệp Huyên im lặng. Người phụ nữ xinh đẹp lại nói, cậu sẽ đối xử tốt với con bé, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đây có xem như một lời cam kết không? Diệp Huyên gật nhẹ đầu, có. Người phụ nữ cười khẽ, cậu là một người rất hoàn mỹ, có thực lực, tự tin, nhân cách tốt, có sức hấp dẫn, chẳng trách con bé lại thích cậu, nhưng nếu có sự lựa chọn, ta hy vọng con bé sẽ không thích cậu. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ xinh đẹp, bà ta nhẹ giọng nói, vì người như cậu chắc chắn sẽ không thiếu những cô gái bên cạnh. Diệp Huyên im lặng. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, cười nói, xem ra ta nói đúng rồi. Chắc chắn cô gái cậu thích không chỉ có một đúng không? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đáp, việc này chỉ có thể trách phụ thân của ta thôi. Người phụ nữ nhíu mày, phụ thân của cậu. Diệp Huyên gật đầu. Nghiêm túc nói, ông ấy có huyết mạch phong ma gì đó, người có huyết mạch này trời sinh ít nhiều gì đều hơi trăng hoa, ầy, rất nhiều lúc, ta cũng hơi không khống chế được bản thân. Dứt lời, hắn lập tức khởi động huyết mạch phong ma. Huyết mạch phong ma. Người đàn ông áo xanh. Khi nhìn thấy huyết mạch của Diệp Huyên, sắc mặt của người phụ nữ xinh đẹp lập tức thay đổi, huyết mạch này của cậu cực kỳ đáng sợ. Ta chưa từng nhìn thấy lệ khí và sát khí kinh khủng như thế bao giờ. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng vậy, vì huyết mạch này,
cho nên rất nhiều lúc ta sẽ không thể khống chế mà có hơi trăng hoa, hay, ta cũng thấy phiền lòng lắm. Huyết mạch phong ma không nhịn được nổi giận, hình như ta chỉ khiến ngươi nổi điên thôi, đâu có khiến ngươi háo sắc. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên, cười như không cười, rõ ràng bà ta cũng không tin lời nói hoang đường của Diệp Huyên. Tuy Diệp Huyên mặt dày, nhưng lúc này cũng không khỏi đỏ mặt. Người phụ nữ xinh đẹp thu hồi tầm mắt, bà ta khẽ mỉm cười, không thể không nói, sức sát thương của cậu với phụ nữ thật sự rất lớn, khi một người xuất sắc như cậu cũng trở nên mặt dày thì e rằng không có cô gái nào trên thế gian này có thể chịu đựng được. Diệp Huyên. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Ngạn Bắc phía xa, nhẹ giọng nói, nhà đầu kia từ nhỏ đã phải gánh vác rất nhiều thứ, đặc biệt là sau khi bị cổ thần kia chọn chúng. Mấy năm qua, con bé sống rất khổ cực, ta hy vọng con bé có thể hạnh phúc. Nói xong, bà ta cúi thấp người với Diệp Huyên, nhờ hết vào cậu. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ dẫn nàng về. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên, nếu như có thể thì đừng quay lại nữa. Gia tộc lạnh lùng như băng, không có gì đáng lưu luyến cả. Dứt lời, bà ta xoay người rời đi. Sau khi người phụ nữ xinh đẹp rời đi, Ngạn Bắc và Tú Phạn đi tới trước mặt Diệp Huyên, nét mặt Ngạn Bắc hơi ủ rũ, rõ ràng là không nỡ xa người phụ nữ xinh đẹp. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau này còn muốn quay lại không? Ngạn Bắc gật đầu. Diệp Huyên nói, vậy chúng ta sẽ quay lại. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, đây xem như là một lời hứa ư. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có thể xem là vậy. Ngạn Bắc cười đáp, được. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngạn tộc, hắn híp mắt lại, sâu trong mắt có hàn mang thoáng xuất hiện, một khắc sau, hắn vung tay áo. Oanh! Một thần thức lập tức bị đánh tan. Trong Ngạn tộc trên thần sơn, Ngạn Nam đột nhiên thu hồi tầm mắt, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi, khi nãy ông ta đang theo dõi Diệp Huyên, nhưng ông ta không ngờ lại bị Diệp Huyên phát hiện ra. Thực lực của thiếu niên này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ông ta nhiều. Lúc này, một ông lão đi đến bên cạnh Ngạn Nam, lão ta cất tiếng nói nặng nề, tộc trưởng, thiếu niên kia chắc chắn không phải người bình thường. Ngạn Nam chậm rãi nhắm mắt lại, siết chặt hai tay, sao ta có thể không biết được. Không thể không nói, ông ta vẫn thấy rất chấn động. Không ngờ Diệp Huyên có thể giết chết một vị động huyền cảnh trong nháy mắt. Người đó là động huyền cảnh đấy. Không ngờ lại bị giết chết như thế. Nội tâm của ông ta vừa thấy chấn động vừa thấy sợ hãi. Mà khi nãy, ông ta cũng thấy do dự, không biết có nên lựa chọn đứng về phía Diệp Huyên, đi tín ngưỡng thanh nhi gì đó không. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn chọn cổ thần. Diệp Huyên đúng là rất yêu nghiệt, nhưng ông ta sợ những cổ thần kia hơn, phải biết rằng Ngạn tộc có thể có ngày hôm nay cũng là vì Ngạn tộc thờ phụng cổ thần, lấy được vô số công pháp và tài nguyên tu luyện đặc biệt từ cổ thần. Nhờ có những cổ thần kia nâng đỡ, mới có thần sơn Ngạn tộc của Hoang Vũ trụ hôm nay. Có thể nói, cường giả động huyền cảnh đứng đầu vũ trụ ở trước mặt những cổ thần này hoàn toàn không là cái thá gì. Vì thế, cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn đứng về phía cổ thần. Ông ta không dám đánh cược, nếu thua thì Ngạn tộc sẽ không còn cơ hội quay đầu. Quan trọng nhất là, ông ta chưa từng nghe nói tới Thanh Nhi mà Diệp Huyên này nói. Thanh Nhi có vẻ là người chống lưng cho Diệp Huyên, nhưng ông ta là cường giả động huyền cảnh lại chưa từng nghe nói tới cái tên Thanh Nhi. Rất rõ ràng, dù người này là cường giả thật thì e rằng cũng chỉ là một cường giả bình thường thôi. Vì lý do đó, cho nên cuối cùng ông ta vẫn chọn cổ thần. Đáng tin cậy hơn. Lúc này, ông lão bên cạnh ông ta lại nói, tộc trưởng, chúng ta lựa chọn cổ thần, mà thiếu niên khi nãy dám sỉ nhục thần, chắc chắn cổ thần sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói cách khác, có lẽ chúng ta phải trở mặt với thiếu niên kia, mà thiếu niên kia cũng không hề đơn giản, chúng ta. Nói đến đây, trong mắt lão ta lộ vẻ lo lắng. Ngạn Nam im lặng một lát rồi nói, ngươi cảm thấy thiếu niên kia có thể chống lại cổ thần không? Ông lão do dự. Ngạn Nam nhẹ giọng nói, có lẽ lần này là một cơ hội với Ngạn tộc ta. Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt có hàn mang lóe lên. Cổ thần. Vĩnh viễn là thần. Chân trời phía xa, Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, nhưng nét mặt lại hơi lạnh lùng. Ngạn Bắc khẽ hỏi,
không có chuyện gì chứ? Diệp Huyên mỉm cười, không có chuyện gì. Ngạn Bác nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Diệp Huyên như nhớ đến điều gì, đột nhiên nhìn về phía Tú Phạn, hắn không nói nhiều, chỉ mở lòng bàn tay ra, bút đại đạo bay thẳng đến trước mặt nàng ta. Tú Phạn hơi do dự, sau đó cầm lấy bút đại đạo, vào khoảng khắc cầm lấy bút, con người của nàng ta chợt co lại, nàng ta vội vàng buông xuống, nhìn về phía Diệp Huyên với ánh mắt sợ hãi. Diệp Huyên khẽ cười hỏi, đáng sợ lắm sao? Tú Phạn gật đầu. Diệp Huyên cười nói, cô nương, ta đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngạn Bác, chúng ta đi thôi. Ngạn Bác gật đầu. Hai người bèn muốn rời đi, lúc này, Tú Phạn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn thẳng vào hắn, ta muốn cùng ngươi lang bạt. Diệp Huyên. Tú Phạn lại nói, ta cũng có thể giết chết cường giả Động Huyền. Giết chết cường giả Động Huyền. Diệp Huyên nhìn Tú Phạn, cười hỏi, chỉ vì cây bút này thôi sao? Tú Phạn gật đầu, nàng ta cúi người thật thấp, từ hôm nay, ta nguyện trở thành thanh đao trong tay ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lắc đầu, ta không rõ nhân phẩm của cô. Tú Phạn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ta chưa từng giết bất cứ người vô tội nào, cũng chưa từng làm chuyện cắn rứt lương tâm. Diệp Huyên quay đầu nhìn Ngạn Bác im lặng một lát rồi nói, nàng là người của Tu La Thành, cũng là cháu gái của thành chủ đương nhiệm, nhưng mười mấy năm trước, nàng đoạn tuyệt với Tu La Thành, đấu tranh rời khỏi nơi đó. Còn việc vì sao lại xảy ra mâu thuẫn, Ngạn tộc ta từng điều tra chuyện này, nhưng không điều tra được gì. Diệp Huyên nhìn về phía Tú Phạn, vì sao lại đoạn tuyệt với Tu La Thành. Nét mặt Tú Phạn chợt trở nên dữ tợn, đôi mắt đỏ tựa như máu, tên xúc vật kia giết mẹ ruột của ta, còn muốn làm nhục ta. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, những lời cô nói là thật sao? Tú Phạn nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta xin thế bằng máu huyết và linh hồn của mình, nếu có nói dối nửa câu. Nói đến đây, nàng ta chỉ vào bút đại đạo của Diệp Huyên, nếu có nói dối nửa câu, thì cứ để cây bút này giết chết ta. Bút đại đạo khẽ rung lên. Oanh! Linh hồn Tú Phạn chợt run rẩy không ngừng, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Diệp Huyên im lặng. Bút đại đạo nói với hắn rằng cô gái trước mắt không nói dối. Ngạn Bác đột nhiên nói, nàng có thần thể huyền âm rất hiếm thấy, nếu song tu với nàng có thể bớt đi 100.000 năm khổ tu. Thần thể huyền âm. Diệp Huyên quan sát Tú Phạn, hắn nhanh chóng phát hiện thể chất của nàng ta thật sự không tầm thường. Ngạn Bác lại nói một câu, nếu ngươi tiếp nhận nàng thì sẽ phải đối đầu với Tu La Thành. Diệp Huyên đang định đáp lại thì thời không phía xa đột nhiên nứt ra, một khắc sau, hai hơi thở kỳ lạ kéo đến. Ầm. Một luồng lệ khí và sát khí lập tức lan tràn khắp xung quanh. Hai cường giả Động Huyền cảnh. Diệp Huyên híp mắt lại. Lúc này, hai ông lão xuất hiện trước mặt ba người nhóm Diệp Huyên. Ông lão dẫn đầu mặc áo bào đen, hai tay ông ta khuất trong tay áo, ánh mắt sắc bén như đao, khiến người khác không rét mà run. Ông lão đứng bên cạnh ông đeo mặt nạ sắt, trông hơi u ám. Trên người hai ông lão đều tản ra hơi thở âm u. Ông lão áo đen dẫn đầu nhìn Tú Phạn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta híp mắt lại, trong mặt lộ vẻ hưng phấn, huyết mạch đặc biệt. Huyết mạch. Khi nãy sau khi hắn để lộ huyết mạch cho người phụ nữ xinh đẹp, hắn đã quên dùng bút đại đạo giấu nó đi. Vì thế ông lão áo đen này đã cảm nhận được sự đặc biệt đó, đương nhiên cũng cảm nhận được cảnh giới của hắn. Có điều lúc này cảnh giới của hắn đã không phải Động Huyền nữa, mà lại trở về là Chi Huyền. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tú Phạn, người của Tu La Thành các cô thích huyết mạch đặc biệt à? Tú Phạn gật đầu, lạnh lùng nói, thích huyết mạch và thể chất đặc biệt, vì cách tu luyện của Tu La Thành khá đặc thù, hướng đi rất cực đoan. Bọn họ thích nhất những người có huyết mạch và thể chất đặc biệt. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía ông lão áo đen, cười nói, để ta đoán thử câu chuyện tiếp theo của chúng ta đi, ông thích huyết mạch đặc thù của ta, vì thế mà sinh ra ý nghĩ xấu xa, muốn cướp lấy nó. Không đúng, không phải ông chỉ nghĩ, mà là đã chuẩn bị làm như thế rồi. Đúng không? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, rất thẳng thắn, phải. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó chê bai, ta cảm thấy tình tiết thế này quá máu chó.
Ta đổi cho ông một tình tiết khác nhé, ông có muốn nghe thử không? Ông lão áo đen bình tĩnh cất lời, người nói ta nghe thử xem. Diệp Huyên cười đáp, ông cảm thấy người có huyết mạch thế này có thể là một người bình thường không? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, không. Diệp Huyên gật đầu, ông nhìn ta đi, mới từng này tuổi đã là cường giả chi huyền cảnh, ông cảm thấy ta sẽ là người bình thường chứ? Ông lão đáp, chắc chắn không phải một người bình thường. Diệp Huyên cười nói, đúng thế, ta không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà người đứng sau ta cũng rất mạnh, nếu ông ra tay với ta, dù ta không thể đánh thắng các ông nhưng sau lưng ta vẫn còn có người khác nữa, cũng có nghĩa là đánh tiểu bối trưởng bối sẽ đến, khi đó, Tu La Thành của ông sẽ gặp tai họa ngập đầu đấy. Ông lão áo đen cười khẽ, không thèm để tâm, sau đó thì sao nữa? Diệp Huyên cười nói, ta thật lòng thật dạ nói nhiều như thế, ông có nghe lọt tai không? Nói thật lòng thì ta chưa bao giờ thành thật như lúc này đâu. Ông lão áo đen cất lời, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Ha ha! Sau đó, ông ta lắc đầu, người trẻ tuổi nên có chừng mực, chăm chỉ nâng cao thực lực, chứ không phải là dạ oai, vì rất nhiều lúc, dạ oai không có chút tác dụng nào cả, giống như lúc này vậy. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, xem ra ông định làm theo tình tiết câu chuyện đầu tiên rồi. Ông lão khẽ mỉm cười, đối với chúng ta, huyết mạch của ngươi là vạn năm khó gặp. Nếu nuốt chửng huyết mạch này, tu vi của chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt. Còn nữa, về vấn đề người chống lưng cho ngươi, ta muốn hỏi, chẳng lẽ thế lực của ngươi còn mạnh hơn Tu La Thành ta sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta nói thật, thật sự đang nói thật đấy, thế lực sau lưng ta thật sự mạnh hơn Tu La Thành, ta có thể thề rằng ta không lừa các ông. Nếu các ông giết ta, các ông sẽ rất thê thảm. Ta thật sự không lừa các ông đâu. Xin các ông tin tưởng ta một lần đi. Nói xong, hắn vội vàng tháo bút đại đạo bên hông xuống, sau đó nói, đây là bút đại đạo thật đấy. Ông lão áo đen đột nhiên cười to, ông ta chỉ vào Diệp Huyên, buồn cười, đúng là buồn cười, cầm một cây bút nhảm nhí đến nói với ta là bút đại đạo, người nghĩ là người ngu hay lão phu ngu. Chỉ số thông minh của ngươi chỉ có thể mà muốn lừa lão phu à. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Huyên, lừa, lúc nghe thấy lời của ông lão, Diệp Huyên thật sự sụp đổ. Hắn có thể, hắn chưa từng thành thật như thế này bao giờ. Nhưng ông lão này vẫn nghĩ hắn lừa ông ta. Cái quái gì vậy? Diệp Huyên cũng thấy cạn lời. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên với vẻ giễu cợt, không phải ngươi giỏi lừa người khác lắm sao? Nào, tiếp tục lừa đi, ta đang xem ngươi diễn đây. Diệp Huyên lắc đầu, ta đang thấy đau trứng. Ngạn Bắc hơi tò mò, trứng gì cơ? Diệp Huyên. Ông lão phía xa đột nhiên cười khẩy, sao, không lừa ta nữa à? Ngươi. Nói đến đây, con người của ông ta chợt co lại, vì có một tia kiếm quang không biết đã xuất hiện ở giữa chân mày ông ta từ bao giờ. Trảm hư. Chiêu kiếm này do bốn chiêu kiếm hợp nhất. Vào khoảnh khắc nhìn thấy chiêu kiếm này, da gà trên người ông lão áo đen đều dựng hết cả lên. Hơi thở tử vong. Ông ta chưa từng cách cái chết gần đến thế bao giờ, lúc này, ông ta biết bản thân khinh địch rồi. Vô cùng khinh địch. Vì khinh địch và sơ ý, nên ông ta đã bị tập kích bất ngờ, hoàn toàn không thể phòng ngự một cách tốt nhất, chỉ có thể vội vàng phòng ngự bị động. Kiếm quang kia đâm vào giữa chân mày của ông lão áo đen, thân thể của ông ta lập tức vỡ tan. Biến thành hư vô, nhưng linh hồn của ông ta thì đang không ngừng lùi lại, muốn kéo giãn khoảng cách với Diệp Huyên. Có điều Diệp Huyên đã đoán trước được từ lâu, vì thế khi linh hồn của ông lão áo đen vừa lùi lại, hắn lại chém ra một kiếm. Vẫn là trảm hư. Phập. Chiêu kiếm này đâm thẳng vào giữa chân mày của ông lão áo đen. Oanh. Linh hồn của ông lão áo đen không ngừng rung động, sau đó khựng lại tại chỗ. Lúc này, ông ta trợn to mắt như chuông đồng, trong mắt là vẻ sợ hãi và khó tin. Ông ta không ngờ mình lại bị một thiếu niên chém chết chỉ bằng hai chiêu kiếm. Làm sao có thể? Cường giả động huyền cảnh bên cạnh ông lão áo đen cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Hai chiêu kiếm. Giết chết cường giả động huyền cảnh chỉ bằng hai chiêu kiếm. Bị điên rồi sao? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên. Đang định lên tiếng thì Diệp Huyên chợt nói, ông đừng nói gì, ta sợ ta lại thấy khó chịu.
Nói xong, ông lão áo đen bị Diệp Huyên giết chết trong nháy mắt. Tiêu diệt triệt để. Mà lúc này, cường giả còn lại đang không ngừng bỏ chạy, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, vạch bút đại đạo. Vụt. Bút phong bay đi, trong nháy mắt, cường giả động huyền cảnh đó cũng bị giết chết. Ngạn Bắc cũng phải ngây người. Nàng ta mở to hai mắt, trong đôi mắt xinh đẹp là vẻ khó tin. Tú Phạn nhìn bút trong tay Diệp Huyên, không nói một lời. Chân trời phía xa đột nhiên nứt ra, một khắc sau, có hơi thở đáng sợ xuất hiện. Diệp Huyên nhíu mày. Chân trời có một hư ảnh dần ngưng tụ. Nhìn thấy hư ảnh này, Tú Phạn cau mày. Diệp Huyên nhìn hư ảnh phía chân trời, hư ảnh đó cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyên khẽ cười, không nói một lời. Hư ảnh im lặng một lát, sau đó đột nhiên biến mất. Diệp Huyên nhíu mày. Một lát sau, hắn chợt nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn hai cô gái đi tới hang truyền tống trước mặt. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Huyên dẫn hai cô gái về đến thư viện Quan Huyên ở vũ trụ chư thần. Diệp Huyên đi tới rừng trúc mà mình thường tu luyện, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, trông có vẻ đang rất yếu ớt. Dù là thi triển nhất kiếm trảm hư vô hay thúc dục bút đại đạo cũng đều khiến hắn mất rất nhiều sức lực. Lúc này, hắn đã gần như mệt lả, không có sức lực chiến đấu thêm được nữa, nếu không, hắn đã đi thẳng đến Tu La Thành rồi. Khoảng hai canh giờ sau, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất chậm rãi mở mắt ra, lúc này, sắc mặt hắn đã dễ nhìn hơn nhiều. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, bây giờ tuy hắn có bút đại đạo và trảm hư, nhưng vẫn không thể bị đánh hội đồng được, một khi đối phương quá động người, hắn bị mất dần sức lực, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Vì thế nhất định phải tránh để bị đánh hội đồng. Ngoài ra còn cần bồi dưỡng thế lực cho riêng mình. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ bên cạnh. Diệp Huyên quay đầu, người đến chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu bưng một chung trà đến trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta khẽ mỉm cười, thiếu chủ ca ca, uống trà đi. Diệp Huyên cười khẽ, hắn nhận lấy trà uống một ngụm, sau đó hỏi, có chuyện gì sao? Thanh Khâu liếc hắn, không có chuyện gì thì không thể đến tìm huynh à. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là có thể đến rồi. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, chớp mắt, thiếu chủ ca ca, huynh có phát hiện có gì khác không? Diệp Huyên chớp mắt, cái gì cơ? Thanh Khâu chừng hắn, hừ. Sau đó, nàng ta quay đầu bước đi. Sau khi Thanh Khâu đi, Diệp Huyên im lặng. Chấn động. Lúc này cả người hắn đã tê dại. Vì Thanh Khâu đã đạt tới bán bộ chi huyền cảnh. Bán bộ chi huyền cảnh. Diệp Huyên cảm thấy cả người đều khó chịu. Cái quái gì vậy? Lúc này, hắn chợt thấy bản thân là một tên vô dụng. Rất vô dụng. Một kẻ có người chống lưng như hắn cũng cảm thấy việc tu luyện của Thanh Khâu rất không đúng lẽ thường, rốt cuộc nàng ta là nhân vật lớn nào đầu thai mà có thể bất thường như thế. Chẳng khác nào thần tiên cả. Hơn nữa nhân vật lớn này còn có quan hệ sâu xa với hắn. Nhưng hắn có nghĩ nát óc cũng không đoán được là ai. Lúc này, hắn đã không muốn tu luyện nữa rồi. Bị Tam Kiếm và Tần Quan đả kích, hắn cũng đành chịu. Bây giờ con nhóc này còn mỗi ngày đến ra oai trước mặt hắn. Nghĩ thế, Diệp Huyên hừ một tiếng, muội muốn ra oai trước mặt ta. Ta cũng không cho muội ra oai, ta sẽ vờ như không nhìn thấy. Một lát sau, Diệp Huyên đứng dậy rời đi. Sau khi đến thư viện, Ngạn Bắc và Tú Phạn lập tức gia nhập vào võ viện. Không thể không nói, hai cô gái cũng thấy khiếp sợ với Thanh Khâu, thiên phú của Thanh Khâu này đúng là không thể miêu tả được bằng lời. Có thể nói là một quái vật. Bây giờ quy mô của thư viện đã ngày càng rộng lớn, tuy võ viện rất ít người, nhưng ngoài Thanh Khâu, cảnh giới thấp nhất cũng là chi huyền cảnh đỉnh cao. Còn văn viện đã có hơn 100 người, đa số những người này đều chú trọng học vấn, cũng có người văn võ song tu. Học viện không cấm văn võ song tu. Diệp Huyên đi vào học viện, lúc này học viện náo nhiệt hơn trước đây rất nhiều, cũng trông có tinh thần hơn. Trong học viện có thêm rất nhiều khuôn mặt mới, mà những người này đều do Thư Hiền và Thanh Khâu tuyển chọn tỉ mỉ, phương diện nhân phẩm đều rất tốt. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, những học viên này đều vội dừng lại hành lễ. Diệp Huyên cũng hơi gật đầu. Thấy Diệp Huyên không hề kiêu ngạo, những học viên kia cũng thoải mái hơn,
Rất nhiều học viên đều chưa từng gặp viện trưởng Diệp Huyên, mà lúc này thấy hắn ôn hòa lễ độ như thế, thiện cảm của mọi người với hắn cũng tăng lên rất nhiều. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới Tiên Bảo Các, hắn tìm đến Nam Khánh, sau đó đưa cho Nam Khánh một danh sách, trên danh sách đều là bạn bè thân thiết của ta, ông giúp ta đi một chuyến, nói là ta mời họ đến Thư viện Quan Huyên ở Vũ trụ Chư Thần. Không có Kiếm Thanh Huyên, hắn muốn mời những người bạn trước đây đến thư viện cũng không được tiện lắm, chỉ có thể nhờ Tiên Bảo Các giúp, vì chỉ có Tiên Bảo Các mới thiết lập truyền tống trần ở các vũ trụ thôi. Nam Khánh nhận lấy danh sách, sau đó hành lễ tuân lệnh. Diệp Huyên cười nói, cảm ơn. Nam Khánh vội đáp, Diệp thiếu khách sáo rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng tại chỗ, hắn khẽ mỉm cười, lúc này, hắn đang rất nôn nóng muốn gặp những người bạn trước đây. Sau khi rời khỏi Tiên Bảo Các, Diệp Huyên đi đến huyên giới. Vừa đến nơi, Lý Lan đã xuất hiện trước mặt hắn, thấy hắn đến, Lý Lan rất kích động, lập tức tiến lên nghênh đón, Diệp công tử, cậu đã đến rồi. Dứt lời, ông ta vội cho người dắt xe ngựa của Diệp Huyên đi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Lý Lan tiền bối. Lý Lan vội lắc đầu, không dám nhận hai chữ tiền bối, ta không lớn hơn cậu nhiều đâu, chỉ bằng cậu gọi ta một tiếng đại ca. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lý Lan cười ngượng ngùng, sau đó nói, Diệp công tử, lần này cậu đến đây là để thu nhận học viên sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Lý Lan lập tức nói, không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần Diệp công tử nhìn chúng người của huyên giới ta, cậu đều có thể chiêu mộ, huyên giới ta không có vấn đề gì cả. Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối hào sảng như thế, ta nên cảm ơn tiền bối thế nào đây? Lý Lan tỏ vẻ không vui, cảm ơn cái gì? Không cần cảm ơn, nữ nhi của ta là người của Thư viện Quan Huyên, nói một cách khác thì ta cũng là người của Thư viện Quan Huyên, đều là người một nhà, cảm ơn gì chứ? Đương nhiên ông ta cũng có tính toán của riêng mình. Bây giờ Lý Tuyết ở Thư viện Quan Huyên, nếu Lý Tuyết và Diệp Huyên phát sinh chuyện gì? Mẹ ơi! Vậy không phải ông ta sẽ lãi to sao? Phải biết rằng tiên cổ nguyên gì đó hoàn toàn không thể sánh bằng Diệp công tử này. Ông ta sẽ không giống phu thê tiên cổ đồng, đem đến phiền phức cho con gái của mình. Đây là lý do vì sao ông ta nhiệt tình như thế. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay. Bộ luật thần đạo chậm rãi bay đến trước mặt Lý Lan, tiền bối, bây giờ ông học thuộc hết quyển sách này đi. Bộ luật thần đạo này là bản đã được chú thích, giá trị cao hơn. Lý Lan vội nhận lấy bộ luật thần đạo, sau đó cúi thấp người, đa tạ. Một lát sau, Diệp Huyên thu hồi bộ luật thần đạo, tiền bối, Lý Tuyết đang sống rất tốt ở thư viện, không cần phải lo lắng đâu. Lý Lan vội nói, không lo không lo, nàng đi theo một chính nhân quân tử như Diệp công tử. Ta có gì phải lo chứ? Dù hai người có chuyện gì cũng không sao cả, thật đấy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ta có thể có ý kiến một chút không? Lý Lan gật đầu, đương nhiên, tiểu hữu muốn gì thì cứ nói, không cần phải ngại. Diệp Huyên cất lời, sau khi Lý Tuyết rời khỏi tiên cổ tộc, tiền bối có từng đến thăm nàng không? Lý Lan sửng sốt. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tiền bối. Lý Tuyết là một cô gái rất tốt, cũng rất kiên cường, nhưng những cô gái kiên cường cũng có một phần yếu đuối, nàng rất quan tâm ông. Ta biết trong các gia tộc lớn, tình thân đều không được sâu đậm, nhưng không có nghĩa là không có, nếu tiền bối có thể đi thăm nàng, quan tâm nàng một chút, ta tin là nàng sẽ rất vui. Dù là vì tình thân hay là vì lợi ích đều rất có lợi mà, đúng không? Lý Lan im lặng một lát rồi hơi cúi người, ta hiểu rồi. Diệp Huyên cười nói, ta hoan nghênh tiền bối đến Thư viện Quan Huyên làm khách bất cứ lúc nào. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Lan im lặng một lát rồi cũng đi. Ông ta đi đến Thư viện Quan Huyên. Vì sao? Lý do đương nhiên rất đơn giản. Bây giờ Lý Tuyết ở Thư viện Quan Huyên, hơn nữa còn thân thiết với Diệp Huyên như thế, lỡ như nàng ta và Diệp Huyên phát triển mối quan hệ, sau này cũng sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho huyên giới. Còn về tình thân, lợi ích, có lợi ích sẽ có tình thân. Sau khi rời khỏi huyền giới, Diệp Huyên đi tới Ngôn tộc. Tộc trưởng Ngôn tộc là Ngôn Tu Nhiên đã đợi trước cổng thành từ lâu. Thấy Diệp Huyên,
Ngôn Tu Nhiên đã vội vàng tiến lên, ông ta chắp tay, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, Ngôn tộc trưởng, đã lâu không gặp. Ngôn Tu Nhiên cười nói, mấy ngày không gặp, thực lực của Diệp công tử lại càng mạnh hơn rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có lẽ Ngôn tộc trưởng đã biết ta đến đây và chuyện gì. Ngôn Tu Nhiên gật đầu, nếu Diệp công tử muốn chiêu mộ học viên thì cứ việc đến, đương nhiên ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng Ngân tộc ta có thể có mấy người gia nhập thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên cười nói, được thôi, nhưng ta cần người có nhân phẩm cực tốt. Ngôn Tu Nhiên nghiêm túc nói, đương nhiên, những người này sẽ do ta đích thân lựa chọn. Diệp Huyên gật đầu, Ngôn tộc trưởng tự mình tuyển chọn, đương nhiên là ta yên tâm rồi. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, bộ luật thần đạo xuất hiện trước mặt Ngôn tộc trưởng. Nhưng Ngôn Tu Nhiên lại hơi do dự. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy? Ngôn Tu Nhiên cười khổ, Diệp công tử, ngày đó nhi tử ta mạo phạm, may là Diệp công tử rộng lòng tha thứ, mà bây giờ, Diệp công tử lại còn tặng một món quà lớn như thế, ta cảm thấy rất hổ thẹn. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi. Chúng ta nên nhìn về phía trước mà đúng không? Hơn nữa ngày đó ta cũng đã lấy 20 triệu trụ mạch của ông, cho nên ân oán lúc trước của chúng ta đã giải quyết xong rồi. Ngôn Tu Nhiên cúi người, hôm nay nghe thấy lời này của Diệp công tử, ta đã hoàn toàn yên tâm rồi. Diệp Huyên cười nói, Ngôn tộc trưởng mau xem, bộ luật thần đạo, này đi. Ta còn phải đi đến nơi khác. Ngôn Tu Nhiên khẽ mỉm cười, được. Dứt lời, ông ta nhận lấy bộ luật thần đạo. Một lát sau, ông ta trả nó lại cho Diệp Huyên, rung động nói, tần quan các chủ này đúng là một nhân tài hiếm có. Diệp Huyên gật đầu, chỉ không bằng thanh nhi của ta thôi. Ngôn Tu Nhiên ngạc nhiên, còn có người lợi hại hơn cả tần quan cô nương sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chỉ về mặt học thứ, thanh nhi đã là vô địch rồi. Thanh nhi, mãi mãi là thần. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mãi mãi là thần. Ngôn Tu Nhiên ngây người, sau đó lắc đầu cười khẽ, ông ta nhìn Diệp Huyên rời đi phía xa, trong lòng hơi cảm thán. Dù là khí phách hay cách đối nhân xử thế, Diệp công tử này đều không có gì để bắt bẻ. Đúng là Giang Sơn luôn có nhân tài xuất hiện, sóng sau xô sóng trước. Ngôn Tu Nhiên xoay người rời đi. Sau khi tạm biệt Ngôn Tu Nhiên, Diệp Huyên đi thẳng đến vân giới. Nhưng lần này không có ai nghênh đón hắn cả. Diệp Huyên đi tới dưới chân vân sơn này là khu vực trung tâm của vân giới, cũng là nơi thần Lam sinh sống. Nơi này có thể nói là cấm địa của vân giới. Diệp Huyên vừa đi tới chân núi, một ông lão đã xuất hiện trước mặt hắn, ông lão cúi chào, Diệp công tử. Diệp Huyên đáp lễ, xin các hạ thông báo với thần Lam giới chủ, nói là Diệp Huyên của thư viện Quan Huyên đến thăm hỏi. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, xin lỗi, giới chủ đang bế quan, ta. Bế quan, Diệp Huyên ngẩng đầu, hắn ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, mất khoảng bao lâu? Ông lão cười khổ, không biết trước được. Diệp Huyên đang định hỏi tiếp thì ông lão lại nói, Diệp công tử, giới chủ vừa truyền lời là hai ngày sau, nàng sẽ xuất quan. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, vậy ta sẽ đợi. Ông lão gật đầu, được. Diệp Huyên chỉ lên đỉnh núi, ta có thể lên đó không? Ông lão tỏ vẻ chần chừ. Diệp Huyên cười hỏi lại, không được à? Ông lão ngẫm nghĩ. Sau đó đáp, Diệp công tử cứ tự nhiên. Ông ta có thể nhìn ra thần Lam có thiện cảm với Diệp Huyên, nếu đã thế, ông ta cần gì xen vào chuyện của người khác. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó đi lên đỉnh Vân Sơn, trên đỉnh núi rất vắng vẻ, nhìn một vòng, mây mù lượn quanh, tựa như tiên cảnh. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, như phát hiện ra điều gì, hắn đi sang bên phải, hắn nhanh chóng đi tới trước một vách núi. Trên vách núi có khắc một câu, ai nói nữ không bằng nam. Nhìn thấy câu này, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, những cường giả mà hắn gặp, gần như đều là nữ. Còn hai ngày nữa. Diệp Huyên bèn nằm trước vách núi, sau đó lấy một quyển cổ tịch ra. Sở từ. Không rõ quyển cổ tịch này xuất bản từ năm nào, trong sách không có bất kỳ phương pháp tu luyện nào, chỉ là thơ cổ do một vài người tri thức biên soạn. Đây là một tập thơ ca chủ đề lãng mạn xuất hiện sớm nhất trong lịch sử văn học. Tiếc này nó đã không còn hoàn chỉnh. Diệp Huyên hơi cảm thán, trên con đường tu luyện,
hắn đã đi qua rất nhiều vũ trụ, mỗi một vũ trụ đều có nền văn minh riêng, nhưng đa số các nền văn minh đều là nền văn minh võ đạo. Vũ trụ coi kẻ mạnh là vua, nền văn minh văn học luôn không được coi trọng, hơn nữa thế lực càng mạnh càng không xem trọng những điều này. Đương nhiên Diệp Huyên cũng hiểu. Vũ trụ rộng lớn, không có thực lực, mọi thứ đều chỉ là chuyện vớ vẩn. Bây giờ hắn mở thư viện, phát triển giáo dục, cũng được dựa trên nền tảng thực lực, nếu không có thực lực mạnh mẽ, muốn mở thư viện cũng chỉ là nằm mơ. Rất nhiều lúc thế giới này là thế, người muốn giảng đạo lý với người khác thì người phải đánh nhau với người đó trước. Suy cho cùng vẫn là người mạnh có tiếng nói hơn. Nghĩ thế, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, trong lúc học tập cũng phải cố gắng nâng cao thực lực. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn tiếp tục đọc sách, như đọc được cái gì, hắn nhẹ giọng nói, thế gian mỗi mình ta thông suốt, mọi người đều say chỉ ta tỉnh. Đây là do ngươi viết à? Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, Thần Lam chậm rãi đi tới. Hôm nay nàng ta mặc váy dài màu xanh sẫm, trên váy dài thêu sông thêu nước, điềm tĩnh tao nhã, mà trên mặt nàng ta vẫn đeo mặt nạ màu bạc, vì thế chỉ có thể nhìn thấy một nửa dung nhan, nhưng chỉ một nửa dung nhan vẫn rất nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Huyên cất cổ tịch đi, cười nói, không phải. Nói xong, dường như hắn phát hiện ra điều gì, ngạc nhiên cất lời, Động Huyền. Hắn phát hiện Thần Lam đã đạt đến Động Huyền rồi. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, sao ngươi lại phát hiện ra? Diệp Huyên cười chỉ vào cây bút bên hông, thứ này có thể phá giải tất cả cách che giấu. Thần Lam nhìn cây bút bên hông Diệp Huyên, sau đó hỏi lại một lần nữa, bút gì đây? Diệp Huyên cười đáp, bút đại đạo. Thần Lam sửng sốt, ngươi nghiêm túc ư? Diệp Huyên hỏi ngược lại, ta có từng lừa cô à? Thần Lam đột nhiên bước chậm đến trước mặt Diệp Huyên, vừa đến gần, Diệp Huyên lập tức ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt, khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, hắn tháo bút xuống, sau đó đưa cho Thần Lam, muốn xem thử không? Thần Lam nhìn Diệp Huyên một lát, sau đó nhận lấy bút đại đạo, khi cầm lấy bút đại đạo, nàng ta chợt trợn mắt, vội buông nó xuống, ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, cô không thể cầm cây bút này sao? Hắn phát hiện Tú Phạn lúc trước cũng là như thế, vừa mới cầm vào bút đại đạo đã buông nó ra. Thần Lam vô cùng kinh ngạc, giọng nói của nàng ta hơi run rẩy, vào khoảnh khắc cầm lấy cây bút này, ta cảm giác ta hình như sắp bị giết chết. Bị giết chết? Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn về phía bút đại đạo, sao ta lại không có cảm giác này? Bút đại đạo? Thần Lam đột nhiên hỏi tiếp, đây thật sự là bút đại đạo à? Diệp Huyên hơi không vui, ta lừa cô làm gì? Thần Lam hơi khó tin, vì sao ngươi lại có bút đại đạo? Diệp Huyên chớp mắt, chúng ta có nên đổi chủ đề không? Thần Lam im lặng một lát rồi nói, được. Diệp Huyên cười nói, lần này ta đến đây là muốn thương lượng với cô, là thế này, thư viện của ta cần chiêu mộ người, ta muốn đến vân giới chiêu mộ, cô thấy có được không? Thần Lam nhìn Diệp Huyên, được thôi. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Thần Lam chợt hỏi, có thể giúp ta một chuyện không? Diệp Huyên gật đầu, cô nói ta nghe thử. Thần Lam trầm giọng nói, ta muốn ngươi cùng ta đến một nơi. Diệp Huyên hơi tò mò, nơi nào? Thần Lam đáp, vân mộ. Diệp Huyên nhíu mày, vân mộ. Thần Lam gật đầu, vân giới ta qua nhiều thế hệ đều có một quy định, đó là mỗi giới chủ đương nhiệm sau khi đạt đến Động Huyền đều phải đi tới vân mộ, ta cũng không biết tại sao. Ta chỉ biết những tổ tông của vân giới từng đi đến đó đều không có một ai quay lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, nguy hiểm lắm sao? Thần Lam gật đầu, là rất nguy hiểm. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi đồng ý đi cùng ta thì chắc chắn sẽ có lợi ích. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Huyên chợt biến mất, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên lạnh lùng, không đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Thần Lam thoáng sửng sốt. Thấy Diệp Huyên đã biến mất ở cuối chân trời, nàng ta vội vàng đuổi theo. Cuối chân trời, Thần Lam chặn lại trước mặt Diệp Huyên, đang nói chuyện đàng hoàng, sao ngươi lại tức giận? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, cô tự suy nghĩ đi. Thần Lam hơi nhíu mày. Diệp Huyên nhìn Thần Lam, nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Nói xong,
hắn bèn muốn rời đi, lúc này, Thần Lam đột nhiên kéo lấy tay hắn, nếu ngươi không muốn đi thì cũng đâu cần phải thế. Diệp Huyên nhìn Thần Lam, đây là điều cô nghĩ ra à? Thần Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc là ta nói sai cái gì chứ? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta vốn nghĩ ta và cô có thể xem là bạn bè, nhưng có lẽ ta nhầm rồi. Cô bảo ta giúp cô, ta gần như không chút do dự đồng ý, nhưng cô lại muốn cho ta lợi ích, ta hỏi cô, ta giúp cô là vì lợi ích của cô sao? Nếu nói đến trụ mạch, mấy quyển bộ luật thần đạo trên người ta đều có giá trị cả trăm triệu trụ mạch. Nếu nói đến thần vật, hỏi thử cả vũ trụ nãy, còn thần vật nào có thể sánh bằng bút đại đạo của ta? Dứt lời, hắn nhìn thẳng vào mắt Thần Lam, lợi ích. Cô nói xem cô có thể cho ta lợi ích gì? Thần Lam im lặng. Diệp Huyên lại nói, ta xem cô là bạn, còn cô thì sao? Trong lúc nói chuyện luôn tỏ vẻ xa cách, nếu là thế, vậy ta cũng không cần phải xem cô là bạn, tạm biệt. Sau đó, hắn xoay người muốn ngự kiếm rời đi. Thần Lam vẫn giữ chặt lấy hắn. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Thần Lam, hơi không vui, cô muốn làm gì? Thần Lam do dự, sau đó nói, là ta nói sai rồi. Ngươi đừng tức giận. Diệp Huyên lạnh lùng đáp, không có chút thành ý nào cả. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi muốn sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, thư viện quan huyên của ta vừa thành lập, bây giờ đang cần người, cô có muốn gia nhập thư viện quan huyên của ta không? Có nhiều phúc lợi lắm. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, có đồng ý không? Thần Lam im lặng một lát rồi nói, để ta suy nghĩ. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn biết chuyện này cũng không thể nôn nóng. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên hơi tò mò, Thần Lam cô nương, vì sao cô vẫn luôn đeo mặt nạ vậy? Thần Lam lạnh lùng nói, đẹp quá rất phiền. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, ta cũng nên đeo mặt nạ. Thần Lam khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười đáp, đẹp quá rất phiền. Thần Lam. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, đi đến Vân Mộ thôi. Thần Lam xoay người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên nhún vai, sau đó đi theo. Diệp Huyên ngự kiếm đi trong tinh không, Thần Lam đi bên cạnh hắn. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, kiếm tu rất hiếm thấy. Diệp Huyên chớp mắt, đẹp không? Thần Lam thoáng sửng sốt, sau đó nói, người rất không đứng đắn. Diệp Huyên. Lúc này, Thần Lam ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không xa xôi, Diệp công tử, Vân Mộ kia rất nguy hiểm. Diệp Huyên cười nói, biết tại sao ta lại đồng ý đi cùng cô không? Thần Lam quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chính là vì nguy hiểm. Thần Lam nhìn hắn, không nói một lời. Diệp Huyên sờ mặt mình, sau đó nói, sao cô cứ nhìn ta mãi thế? Thần Lam lắc đầu, miệng lưỡi này của ngươi đủ để khiến vô số nữ tử phải chịu thua. Dứt lời, nàng ta nghiêm túc nói, Diệp công tử, ta có thể cảm nhận được ngươi không có ý xấu, nhưng ngươi phải chú ý một điều, đó là nếu không thích thì đừng khiến cô gái nào có thiện cảm với ngươi. Có nhiều cô gái rất si tình, đối với các nàng, một khi động lòng thì sẽ bất chấp tất cả, nếu được đáp lại thì còn tốt, chứ nếu không được đáp lại thì có thể sẽ bị hủy diệt. Diệp Huyên lắc đầu, Thần Lam cô nương, cô nói rất có lý, nhưng ta chỉ xem cô là bạn, bạn thân thiết, chỉ thế mà thôi. Nếu hành động của ta khiến cô hiểu lầm, vậy sau này ta sẽ cố gắng chú ý hơn. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, ta không có hiểu lầm. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Thần Lam nhíu mày, ta tệ lắm à? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sao lại hỏi thế? Thần Lam lạnh nhạt đáp, không sao cả. Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhíu mày, hắn dừng lại, cùng lúc đó, Thần Lam cũng dừng lại, nàng ta quay đầu nhìn, sau đó nhíu chặt mày. Diệp Huyên quay đầu, ở cuối tinh không có một tàn ảnh chợt biến mất. Diệp Huyên xa sầm mặt. Khi nãy có người theo dõi hắn và Thần Lam. Thần Lam nhìn về phía Diệp Huyên, kẻ thù của ngươi à? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, có lẽ là người của Tu La Thành. Thần Lam hơi nghi ngờ, người có mâu thuẫn với họ sao? Diệp Huyên gật đầu, bọn họ muốn huyết mạch của ta.
Thần Lam quan sát Diệp Huyên, huyết mạch của ngươi. Huyết mạch gì? Diệp Huyên lắc đầu. Thần Lam sửng sốt, sau đó hỏi, không nói được à? Diệp Huyên gật đầu. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, trước đó ta thành thật với cô quá, khiến cô hơi hiểu lầm, cho nên theo như cô nói, ta vẫn nên chú ý một chút. Sau này ta không nên nói một vài bí mật với cô thì tốt hơn, để tránh việc cô hiểu lầm. Thần Lam hơi tức giận, ta sẽ không hiểu lầm. Diệp Huyên lắc đầu, nhưng ta vẫn phải chú ý đến lời nói hành động của mình. Thần Lam cô nương, cô đừng hỏi nữa. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, siết chặt hai tay, thật sự hơi tức giận, nhưng lại không có lý do nổi giận. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía xa, sắp đến Vân Mộ rồi chứ. Thần Lam hít sâu một hơi, sau đó nói, không biết. Diệp Huyên. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng lần này, cả hai đều nói ít hơn. Lúc trước, Diệp Huyên sẽ chủ động bắt chuyện với Thần Lam, nhưng sau chuyện vừa rồi, Diệp Huyên bắt đầu giữ khoảng cách nhất định với Thần Lam, cho dù là nói chuyện hay gì khác đều có cảm giác xa cách. Nét mặt Thần Lam vô cùng lạnh lùng, nàng ta không nói một lời. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, dưới sự giúp đỡ của bút đại đạo, thần thức của hắn lập tức quét qua mấy chục tinh vực, mà lần này, hắn không phát hiện có người theo dõi nữa. Diệp Huyên im lặng. Kẻ thù của hắn bây giờ chính là Cổ Thần và Tu La Thành, Cổ Thần. Cổ Thần. Diệp Huyên lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ này, có lẽ Cổ Thần kia sẽ không làm ra chuyện lén la lén lút như thế, rất rõ ràng chính là Tu La Thành. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Huyên có ánh sáng lạnh lóe lên. Xem ra sau khi đến Vân Mộ, hắn phải đi Tu La Thành một chuyến rồi. Hắn không thích kẻ thù trong bóng tối, có kẻ thù, đương nhiên là phải tiêu diệt, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết à? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn Thần Lam bên cạnh, sắc mặt Thần Lam lạnh lùng, không nói một câu. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó vẫn không lựa chọn lên tiếng, hình như người phụ nữ này đang tức giận, hắn không nên trêu chọc nàng ta thì tốt hơn, hắn thu hồi tầm mắt, sau đó lấy sở từ ra tiếp tục đọc. Thần Lam thấy Diệp Huyên lấy sách ra đọc thì nét mặt càng lạnh lùng hơn. Khoảng một canh giờ sau, Thần Lam đột nhiên dừng lại, Diệp Huyên cũng vội vàng dừng lại, hắn nhìn về phía xa, sâu trong tinh không xa xôi là một vùng mây mù kia có màu đen sẫm, trong mây mù có vẻ rất âm u và kỳ quái. Mây mù rất dày, bao phủ ít nhất triệu dặm, trải dài khắp tinh vực. Diệp Huyên biết đây chính là Vân Mộ. Thần Lam nhìn đám mây mù kia, trong mắt có thêm chút nặng nề. Thần Lam nhẹ giọng nói, đi thôi. Dứt lời, nàng ta đi về phía Vân Mộ. Diệp Huyên đột nhiên nắm lấy tay Thần Lam, lắc đầu có hơi nguy hiểm. Thần Lam nhìn bút đại đạo bên hông Diệp Huyên, nó nói thế à? Diệp Huyên im lặng. Thần Lam chừng hắn, không phải ngươi từng nói phải thành thật với người khác sao? Diệp Huyên im lặng. Thần Lam chừng hắn, không phải ngươi đã nói phải thành thật với người khác sao? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình mà, không đúng sao? Thần Lam nhìn Diệp Huyên, ngươi sợ ta hiểu lầm, sau đó có suy nghĩ không yên phận gì với ngươi à? Nếu thế thì ngươi cứ yên tâm, chắc chắn ta sẽ không có suy nghĩ không yên phận gì với ngươi, ngươi cứ tiếp xúc với ta như bình thường là được. Diệp Huyên vẫn còn hơi do dự. Thần Lam hơi tức giận, đừng do dự nữa. Bình thường lại cho ta vẫn thích ngươi của lúc trước hơn. Nói xong, nàng ta chợt thấy không đúng lắm, nhưng lại không có cách nào thu hồi lời đã nói, chỉ có thể hung dữ chừng Diệp Huyên. Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không kiểu cách nữa, hắn nhìn về phía xa, sau đó trầm giọng nói, có hai vấn đề, thứ nhất, Vân Mộ này thật sự rất nguy hiểm, thứ hai, cây bút trong tay ta đúng thật là bút đại đạo. Thần Lam trầm giọng hỏi, nguy hiểm đến mức nào? Diệp Huyên nhìn về phía Thần Lam, cô muốn vào đó thật à? Thần Lam gật đầu, năm đó phụ thân ta cũng đã đến đây, sai đó một khi không trở về. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta sẽ vào trước. Dứt lời, hắn xoay người đi về phía Vân Mộ kia. Nhìn thấy cảnh này, Thần Lam hơi sửng sốt, một khắc sau, nàng ta đột nhiên nắm lấy tay Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thần Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyên.
cùng nhau đi vào. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có bút đại đạo, dù gặp nguy hiểm, ta vẫn có thể rút lui trong an toàn, có lẽ sẽ không có vấn đề. Nhưng Thần Lam lại lắc đầu, nếu muốn đi vào thì phải đi vào cùng nhau, nếu không thì ngươi về đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy thì đi vào cùng nhau. Thần Lam gật đầu, được. Dứt lời, hai người đi về phía vân mộ kia. Hai người vừa đi tới trước vân mộ, mây mù màu đen đột nhiên cuộn trào, một khắc sau, mây mù tách ra hai bên, một thềm đá lớn xuất hiện trước mặt hai người Diệp Huyên. Diệp Huyên và Thần Lam nhìn nhau, sau đó hai người đi xuống dọc theo thềm đá. Hai người nhanh chóng đi tới trước một vòng xoáy kia giống như một cánh cửa, bên trong vô cùng âm u. Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Hư ảnh kia đột nhiên khàn giọng nói, huyết mạch thần vương. Giọng nói vừa vang lên, huyết mạch trong cơ thể Thần Lam lập tức rung động, một khắc sau, một luồng huyết mạch chi lực đáng sợ bay ra từ trong cơ thể nàng ta. Uy thế huyết mạch cực kỳ đáng sợ lập tức cuộn trào ra bốn hướng. Nhưng khi uy thế huyết mạch đáng sợ đó tiếp xúc với Diệp Huyên, nó thoáng chốc tan thành mây khói. Lúc này, hư ảnh kia nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt khiếp sợ. Thần Lam đột nhiên trầm giọng nói, ngươi cũng có huyết mạch thần vương à. Hư ảnh nhìn về phía Thần Lam, huyết mạch của ngươi chỉ thức tỉnh được 6 phần, vẫn chưa có tư cách trở về tộc. Thần Lam nhíu mày, trở về tộc. Hư ảnh hờ hững giải thích, xem ra ngươi cũng không biết. Tổ tông của gia tộc ngươi năm đó mắc sai lầm, bị đuổi đến vũ trụ này, năm đó tộc trưởng có nói. Nếu huyết mạch của các ngươi có thể thức tỉnh được trên 6 phần thì sẽ được trở về tộc, nếu không, cả đời sẽ không được trở về. Thần Lam trầm giọng hỏi, phụ thân ta trở về rồi sao? Hư ảnh gật đầu. Thần Lam im lặng. Lúc này, hư ảnh đột nhiên nói, dù huyết mạch của ngươi chưa thức tỉnh được 6 phần trở lên, nhưng ngươi rất có tiềm lực, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể trở về tộc. Thần Lam nhìn về phía hư ảnh, hơi do dự. Hư ảnh tránh người, bước vào đi, tiến vào trong đó sẽ được trở về tộc, gặp phụ thân của ngươi. Thần Lam nhìn về phía vòng xoáy màu đen kia, vẫn còn hơi do dự, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, nàng còn một vài chuyện còn chưa xử lý, chúng ta sẽ quay lại sau. Nói xong, hắn bèn kéo tay Thần Lam xoay người rời đi. Mà ngay lúc này, một uy thế đáng sợ chợt bao trùm lấy hai người. Diệp Huyên khẽ thở dài. Hư ảnh kia chợt khàn giọng nói, chàng trai trẻ, người thông minh thường sẽ chết rất nhanh. Nhưng ta cũng thấy hơi tò mò, sao ngươi có thể nhìn ra được vấn đề vậy? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, nếu phụ thân của nàng thật sự đã trở về tộc thì sao có thể không liên lạc với nàng được? Hơn nữa, ông xem hoàn cảnh xung quanh đi, nơi này giống như hoàn cảnh bình thường sao? Một kẻ ngốc cũng biết là có vấn đề, sau này ông bố trí hoàn cảnh có thể để sáng sủa, vui vẻ hơn không? Âm u thế này, ông đang diễn hài chắc. Hư ảnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, nhưng có lẽ ngươi không thể rời khỏi đây được đâu. Diệp Huyên nhíu mày, ông nghĩ ta đi là vì sợ ông à? Hư ảnh sửng sốt. Diệp Huyên há miệng cười, ông hiểu lầm rồi. Ta muốn đi không phải vì sợ ông, mà là sợ ta sát sinh quá nhiều. Hư ảnh cười khẽ, ngươi có biết ngươi đang đối mặt với ai không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, vậy ông có biết ông đang đối mặt với ai không? Hư ảnh châm chọc, sao nào, muốn so thế lực với ta à? Chàng trai trẻ, ta sợ ngươi không đấu lại đâu. Phía sau lão tử là thần cổ tộc, ngươi từng nghe nói đến thần cổ tộc chưa? Một con dế nhũi như ngươi chắc chắn chưa từng nghe nói đến. Diệp Huyên. So thế lực phía sau. Diệp Huyên thấy cạn lời, sao nói một hồi lại nhắc đến thế lực chống lưng rồi? Hắn là loại người đi so thế lực phía sau ư. Đi được đến ngày hôm nay, hắn có dựa vào bất cứ một ai sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên đỏ mặt. Hư ảnh cười khẩy nói, ngươi có từng nghe nói tới thượng cổ chi thần không? Diệp Huyên nhíu mày, cổ thần. Trong mắt hư ảnh lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ ngươi lại từng nghe nói đến cổ thần, xem ra thế lực sau lưng ngươi cũng không yếu như ta tưởng tượng. Diệp Huyên trầm giọng nói, chúng ta có thể đừng cứ nói đến thế lực chống lưng không? Ta cảm thấy như vậy không tốt lắm.
Hư ảnh cười nhạt, có gì mà không tốt chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết có người chống lưng cũng là một loại thực lực à? Diệp Huyên. Hư ảnh lại nói, cổ thần chỉ là một loại trong đó thôi, còn thượng cổ chi thần thì có thần cách cao hơn cổ thần. Diệp Huyên nhíu mày, cái gọi là thần của các ông là do người khác phong hay là tự mình phong? Hư ảnh cười nhạt, người đúng là ếch ngồi đáy giếng, không ngờ lại đi hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên vung bút. Bút phong chém ra. Hư ảnh phía xa chợt trợn mắt, trong lòng vô cùng sợ hãi, ông ta không kịp suy nghĩ, lập tức đánh ra một quyền bằng tay phải. Ầm. Bút phong kia xuyên qua hư ảnh, chém lên trên vòng xoáy truyền tống đó. Oanh. Vòng xoáy kia lập tức bị chém vỡ, cùng lúc đó, mây mù trong phạm vi triệu dặm xung quanh lập tức tan thành mây khói, tinh không lại xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Thần Lam lập tức ngây người. Lúc này, nàng ta đã hoàn toàn tin tưởng bút trong tay Diệp Huyên là bút đại đạo rồi. Lúc trước, dù nàng ta rất muốn tin tưởng Diệp Huyên, nhưng lý trí nói với nàng ta cây bút này có lẽ không thể là bút đại đạo được, phải biết rằng bút đại đạo có thể điều khiển quỹ đạo sinh mệnh của vô số chúng sinh, sao nó có thể để Diệp Huyên treo ở bên người được. Mà lúc này, nàng ta thật sự tin tưởng rồi. Bút phong khi nãy, đủ để giết chết vô số cường giả động huyền cảnh. Chỉ có bút đại đạo trong truyền thuyết mới có uy lực đáng sợ như thế thôi. Quá khó tin. Thần Lam nhìn Diệp Huyên trước mặt, trong lòng vô cùng rung động, đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng. Hư ảnh trước mặt dần biến mất, ông ta ngơ ngác nhìn Diệp Huyên, ngươi, không phải chúng ta đang nói chuyện đàng hoàng à? Vì sao ngươi lại ra tay? Có phải ngươi hơi quá đáng không? Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó nói, xin lỗi, ta không biết là ông yếu như thế. Hắn cũng hơi cạn lời. Chỉ vung bút đại đạo đã khiến ông ta tan thành mây khói. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ ra tay có chừng mực, khiến hư ảnh bị thương nặng là được, sau đó ra oai một chút. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại yếu như thế, một tia bút phong đã giết chết được ông ta rồi. Diệp Huyên nhìn về phía bút đại đạo trong tay. Có phải hắn hơi đánh giá thấp nó rồi không? Bút đại đạo. Lúc này, hư ảnh phía xa chợt run rẩy nói, bây giờ phải làm sao đây? Diệp Huyên im lặng, phải làm sao? Lão tử giết ông rồi, ông còn hỏi ta phải làm sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hay là ta chôn cất ông nhé? Thần Lam. Hư ảnh run rẩy nói, khi nãy ta thật sự nói chuyện hơi bất kính, nhưng cũng đâu đến mức đáng chết. Ngươi, có thể tha mạng cho ta không? Ta đảm bảo là sẽ thay đổi thái độ nói chuyện. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, nhưng không còn kịp nữa rồi. Trong khoảnh khắc khi nãy, bút đại đạo đã hoàn toàn đánh tan tất cả cơ hội sống của hư ảnh. Áy náy. Đương nhiên là không. Đùa à, nếu thực lực của hắn yếu thì người chết sẽ là hắn. Đến lúc đó, đối phương sẽ thấy áy náy vì đã giết hắn sao? Rõ ràng là không. Hư ảnh đột nhiên quay đầu, lúc thấy cửa truyền tống kia không còn nữa, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, sau đó ông ta quay đầu run rẩy nói với Diệp Huyên, giúp ta một chuyện. Ta muốn truyền âm về bảo thần cổ tộc đừng động vào ngươi, ngươi thấy có được không? Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Hư ảnh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, ông ta mở bàn tay ra, một lá bùa truyền âm đặc biệt xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta run rẩy nói, ta đã mất hết lực lượng, không còn truyền âm được nữa, ngươi đọc theo ta, đừng trả thù cho ta. Diệp Huyên gật đầu, tuyệt đối đừng trả thù cho ta. Giọng nói của Diệp Huyên bay thẳng vào trong lá bùa truyền âm kia, một khắc sau, bùa truyền âm biến thành một chùm sáng phóng lên cao. Hư ảnh vội vàng nói, người này. Còn chưa nói xong, ông ta đột nhiên biến mất hoàn toàn. Diệp Huyên sửng sốt. Biến mất rồi. Lúc này, tinh không trên đầu Thần Lam và Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, sau đó một người đàn ông trung niên hư ảo xuất hiện. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giết người, còn muốn nói lời chu tâm, người đúng là độc ác. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Hư ảnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người cứ đợi đó, cho dù ngươi là người phương nào, đã giết chết người của thần cổ tộc ta, thì nhất định sẽ phải chết. Nói xong, ông ta biến mất.
Diệp Huyên im lặng một lát rồi quay đầu nhìn về phía Thần Lam, có phải ông ta hiểu lầm gì rồi không? Cho rằng câu nói khi nãy là ta giết người xong rồi tự nói. Thần Lam gật đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, nếu ta giải thích, ông ta sẽ tin chứ? Thần Lam lắc đầu. Diệp Huyên khẽ thở dài. Hiểu lầm lớn quá. Thần Lam đột nhiên khẽ nói, xin lỗi. Diệp Huyên nhìn nàng ta, xin lỗi làm gì? Thần Lam nhẹ giọng nói, mang đến phiền phức cho ngươi rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, đây mà là phiền phức gì? Đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, sau đó cũng đi theo. Sau khi rời khỏi Vân Mộ, Diệp Huyên quay đầu cười nói với Thần Lam, ta phải đến thư viện. Cô thì sao? Thần Lam ngẫm nghĩ, sau đó đáp, trở về vân giới. Diệp Huyên gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn bèn ngự kiếm bay lên, thoáng chốc đã biến mất ở cuối chân trời, không có chút lưu luyến nào. Thần Lam nhìn về phía chân trời xa xôi, một lát sau, thấy Diệp Huyên không hề có ý quay đầu, nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời. Sau khi về đến thư viện, Diệp Huyên đi thẳng tới rừng trúc. Cảnh giác! Sự xuất hiện của người đàn ông trung niên đó khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Dù là cổ thần hay thượng cổ chi thần kia có lẽ đều là những thế lực không đơn giản, tuy hắn có bút đại đạo, nhưng không có nghĩa là vô địch, phải biết rằng hắn cũng không thể sử dụng không giới hạn. Bây giờ mỗi lần sử dụng bút đại đạo hắn đều mất rất nhiều sức, một khi bị mất hết sức, hắn sẽ rất nguy hiểm. Dù thực lực tổng thể của thư viện Quan Huyên đã được nâng cao không ít, nhưng chắc chắn vẫn không thể chống lại cổ thần và thần cổ tộc gì đó. Hơn nữa hình như mấy thế lực này cũng trở nên thông minh hơn rồi. Nếu đối phương thật sự muốn nhằm vào hắn, có thể sẽ ra tay từ thư viện, khi đó, hắn cũng không thể trốn, chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Chẳng lẽ lại phải đi tìm Thanh Nhi và Dương tộc? Nghĩ đến điều này, Diệp Huyên lắc đầu. Lần này, hắn muốn dựa vào chính bản thân mình. Chỉ cần xảy ra chuyện là lại tìm đến Thanh Nhi và Dương tộc, thì sao hắn có thể trưởng thành? Ra oai phải là tự bản thân ra oai mới thoải mái. Thanh Nhi và Dương tộc ra tay thì cũng là bọn họ ra oai. Hắn chỉ có thể đứng nhìn thôi, cảm giác này khó chịu lắm. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, lệnh huyền thiên xuất hiện, hắn điều động lệnh huyền thiên, một cô gái nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Người này chính là A Nguyệt, phó hội trưởng của Tiên Bảo Các bây giờ. Thấy Diệp Huyên, A Nguyệt lập tức cúi người hành lễ, Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, không cần đa lễ. A Nguyệt nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử có gì muốn dặn dò ạ? Diệp Huyên nghiêm túc nói, cô có nắm giữ tất cả tin tình báo của Tiên Bảo Các không? A Nguyệt hơi do dự, sau đó lắc đầu, chỉ có thể nắm giữ tin tình báo của phân hội Tiên Bảo Các ở vũ trụ chư thần thôi. Còn nơi khác ta và Nam Khánh hội trưởng đều không có quyền được biết. Diệp Huyên lại hỏi, vậy các cô có thể giúp ta điều tra về cổ thần và thần cổ tộc gì đó không? A Nguyệt im lặng một lát rồi lắc đầu, chưa từng tiếp xúc. Xung quanh thoáng trở nên im lặng. Xem ra muốn tìm hiểu về cổ thần và thần cổ tộc gì đó chỉ có thể đi đến phân hội Tiên Bảo Các cấp bậc cao hơn thôi. Nghĩ vậy, Diệp Huyên nhìn về phía A Nguyệt. Vậy cô có biết đến Tiên Bảo Các nào có cấp bậc cao hơn ở vũ trụ chư thần không? A Nguyệt ngẫm nghĩ sau đó lắc đầu, không biết. Tiên Bảo Các ở các vũ trụ gần như đều tự quản lý, chỉ có các chủ mới biết đến địa điểm cụ thể của tất cả phân hội Tiên Bảo Các, hơn nữa cũng chỉ nàng mới có thể điều động hội trưởng của tất cả phân hội, nếu không, những phân hội như chúng ta đều sẽ không quan tâm đến nhau. Diệp Huyên nhíu mày, đều tự quản lý. A Nguyệt gật đầu. Diệp Huyên im lặng. Nếu tần quan này xảy ra chuyện gì, chẳng phải Tiên Bảo Các sẽ chia năm xẻ bảy trong nháy mắt ư? Nhưng với khả năng kinh tế đáng sợ của tần quan, ai có thể khiến nàng ta xảy ra chuyện chứ? Có thể nói, nếu Tam Kiếm không ra mặt, dù Dương tộc có dốc hết tất cả thực lực cũng chưa chắc có thể giết được tần quan. Nghĩ lại những lá bài tẩy đáng sợ của người phụ nữ này, bây giờ hắn vẫn còn thấy rung động. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía A Nguyệt, cô lui xuống đi. A Nguyệt lại cúi người hành lễ, sau đó xoay người biến mất. Diệp Huyên chợt cất lời, Tú Phạn. Hắn vừa lên tiếng, Tú Phạn mang theo loan đao xuất hiện trước mặt hắn.
Diệp Huyên nhìn Tú Phạn, cô còn bao lâu nữa mới có thể đạt đến động huyền cảnh? Tú Phạn nghiêm túc đáp, nếu có tiền có thể lập tức đột phá. Diệp Huyên hỏi, cần bao nhiêu? Tú Phạn giơ một ngón tay, Diệp Huyên bấm tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Tú Phạn. Bên trong nhẫn chứa đồ vừa khéo có 1 triệu. Tú Phạn chần chừ một lúc rồi nói, 5 triệu. Diệp Huyên lập tức đen mặt, cô nương này, 5 triệu mà cô đưa một ngón tay có thích hợp không? Tú Phạn vội vàng giơ 5 ngón tay. Diệp Huyên cạn lời, hắn lại đưa cho Tú Phạn một chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong là 4 triệu. Tú Phạn lại do dự rồi nói, ý ta là còn thiếu 5 triệu, phải là 6 triệu. Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, hắn trừng Tú Phạn, tiền không phải là vấn đề, nhưng cô có thể nói hết câu không? Như vậy vui lắm sao? Tú Phạn cúi đầu, nhiều quá, ta không dám đòi. Diệp Huyên trừng Tú Phạn, vậy sao bây giờ cô lại dám đòi? Tú Phạn hơi do dự, sau đó đáp, ta không biết người giàu như thế. Diệp Huyên cũng hoàn toàn cạn lời rồi. Hắn lại đưa cho Tú Phạn một chiếc nhẫn chứa đồ, lần này không thiếu nữa đúng không? Tú Phạn vội vàng nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, không thiếu nữa. Diệp Huyên gật đầu, cô ở lại đây tu luyện đi, yên tĩnh lắm. Tú Phạn gật đầu, sau đó nàng ta ngồi xếp bằng xuống, một khắc sau, nàng ta bắt đầu hấp thu trụ mạch mà Diệp Huyên vừa đưa. Diệp Huyên nhìn Tú Phạn, trong lòng hắn thầm thấy khiếp sợ, vì hắn phát hiện khí thế của Tú Phạn đang không ngừng dâng cao. Rõ ràng là cô gái trước mặt chỉ thiếu tiền thôi. Nếu có tiền, có lẽ đối phương đã đột phá động huyền cảnh từ lâu. Nếu Tú Phạn đạt đến động huyền cảnh, có lẽ chiến lực của nàng ta sẽ vượt xa động huyền cùng cấp bậc. Phải biết rằng lúc Tú Phạn còn chưa đột phá động huyền, nàng ta đã có thể giết chết động huyền rồi, nếu nàng ta đạt đến động huyền, thì chiến lực sẽ còn đáng sợ đến mức nào chứ? Chuyện thần cổ tộc và cổ thần trước kia khiến hắn biết hắn phải đào tạo một nhóm cường giả cao cấp. Trước khi không có thực lực tuyệt đối thì vẫn phải dựa vào đánh hội đồng. Đương nhiên muốn đào tạo cường giả, tiền là quan trọng nhất, hắn phát hiện rất nhiều người thiên phú và thực lực đều không yếu, nhưng chỉ vì không có tiền nên chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nếu có tiền, bọn họ đều có thể tiến thêm một bậc. Xem ra còn phải nghĩ cách kiếm ra tiền. Lúc này, một tiếng bước chân vang lên ở bên cạnh, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, người đang đi đến chính là Ngạn Bắc. Hôm nay Ngạn Bắc mặc váy dài màu tím, tóc dài tung bay, mà khăn che mặt trên mặt nàng ta đã không còn nữa. Vẫn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế. Nhìn Ngạn Bắc, trong lòng Diệp Huyên không khỏi thở dài, vì sao hắn lại thích ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp. Chẳng lẽ hắn thật sự háo sắc sao? Lúc này, Ngạn Bắc nhìn Tú Phạn đang ngồi xếp bằng dưới đất, nàng sắp đạt đến động huyền à? Diệp Huyên gật đầu. Ngạn Bắc nhìn về phía Diệp Huyên, ta cũng muốn đột phá động huyền. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thiếu tiền à? Ngạn Bắc gật đầu. Diệp Huyên cười hỏi, bao nhiêu? Ngạn Bắc giơ lên một ngón tay. Diệp Huyên hơi đau đầu, 5 triệu à? Ngạn Bắc gật đầu. Diệp Huyên hơi cạn lời, nhưng cũng không nói nhiều, hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Ngạn Bắc, bên trong nhẫn chứa đổ có 6 triệu trụ mạch. Ngạn Bắc chớp mắt, vì sao lại đưa thừa 1 triệu? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, không có lý do gì, có tiền, tùy hứng. Ngạn Bắc thoáng sửng sốt, một khắc sau, nàng ta che miệng cười khẽ, không thể không nói, dáng vẻ hào phóng của ngươi thật sự rất tuấn tú, khiến người ta say mê chết đi được. Diệp Huyên. Ngạn Bắc đột nhiên nghiêm túc nói, ta sẽ không làm bình hoa bên cạnh ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta có người trong lòng rồi. Ngạn Bắc dừng bước, nàng ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là đang từ chối ư? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ý ta là, ta có thể đồng thời thích hai người không? Sau đó, hắn xoay người chạy mất. Ngạn Bắc đứng tại chỗ sửng sốt, sau đó nói, phi, đúng là không biết xấu hổ. Trời ạ! Vì Diệp Huyên đã đả thông quan hệ với các thế lực lớn ở vũ trụ chư thần, vì thế Thư viện Quan Huyên bắt đầu thu nhận học viên ở các nơi trên vũ trụ chư thần, mà người của Thư viện Quan Huyên cũng ngày càng nhiều hơn. Bây giờ đã có hơn 800 người rồi.
Mà Diệp Huyên cũng bắt đầu chú trọng vào võ viện, hắn hiểu rõ thư viện Quan Huyên muốn lớn mạnh, muốn có vị trí vững chắc trong vũ trụ thì nhất định phải có võ lực mạnh mẽ trước, chỉ khi có võ lực mạnh mẽ mới có thể khiến kẻ xấu khiếp sợ, nếu không, người ta sẽ để tâm đến ngươi sao? Vũ trụ này vẫn rất chú trọng thực lực. Suy nghĩ của hắn trước đây là sai rồi, lúc trước hắn nghĩ thư viện không cần phải xưng bá vũ trụ, mà bây giờ, hắn cảm thấy nếu muốn thay đổi vũ trụ thì phải xưng bá tước nơi này. Chỉ khi ngươi trở thành lão đại của thế giới này, ngươi mới có thể thay đổi quy tắc và hiện trạng của nó. Đương nhiên hắn cũng biết một khi võ viện quá mạnh, sau này văn viện sẽ bị yếu thế, thậm chí là bị chèn ép, rồi xuất hiện nội loạn. Vấn đề này cũng khiến hắn thấy hơi đau đầu. Không có cách giải quyết tốt nhất, vì chú trọng một bên, bên còn lại sẽ bị yếu thế. Dù là trọng văn khinh võ hay trọng võ khinh văn đều không được. Nhưng cũng may bây giờ hắn vẫn còn ở đây, vấn đề này tạm thời sẽ không xuất hiện, còn sau này, thì chỉ có thể đợi đến sau này rồi giải quyết thôi. Việc cấp bách bây giờ là khiến thư viện Quan Huyên trở nên lớn mạnh. Mà khoảng thời gian này, Diệp Huyên vẫn đang nghiên cứu kiếm đạo của bản thân. Kiếm đạo nhân gian. Trước mắt kiếm đạo nhân gian của hắn chỉ có một nền tảng là lòng tin, vẫn chưa thật sự phát triển, nhưng hắn cũng không vội. Phải làm từ từ. Không có kiếm đạo của người nào có thể đạt được thành tựu trong chốc lát được. Diệp Huyên cũng không lựa chọn sẽ lĩnh ngộ ở thư viện, muốn tu luyện kiếm đạo nhân gian này vẫn phải đến thế tục lĩnh ngộ thế tục hồng trần. Không vào hồng trần, sao có thể hiểu được nhân gian? Diệp Huyên chậm rãi bước đi trong một tòa thành nào đó. Hắn cũng không biết đây là tòa thành gì, chỉ đi lung tung rồi đến nơi này. Trên đường, Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, nét mặt bình tĩnh. Xung quanh người đến người đi. Nhưng lại không hề có sức sống. Trong lúc đi, nét mặt của mọi người rất vội vã, hơn nữa bọn họ còn rất đề phòng xung quanh. Nơi này có nền văn minh võ học rất cao, thực lực của những người xung quanh đều không tệ, hàng hóa buôn bán gần như đều là binh khí và bí tịch, gần như không bán đồ ăn uống. Thiếu cái gì đó? Diệp Huyên nhanh chóng phát hiện ra, nơi này thiếu đi khói lửa nhân gian. Người tu luyện trước mắt đều đang bôn ba vì tương lai, khi bước lên con đường võ đạo thì sẽ không có đường lui, muốn sống lâu hơn, sống tốt hơn thì chỉ có thể không ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện, mà tu luyện cũng cần tiền. Ở trước sự sống, rất nhiều lúc, cái gọi là đạo đức và giới hạn đều không đáng một đồng. Thế gian này quá vội vã. Diệp Huyên đột nhiên dừng bước. Hắn cau mày. Hắn lấy tư cách gì mà đứng trên cao phán xét những người đang liều mạng ở nơi đây này? Nói một cách công bằng thì nếu hắn không có phụ thân, không có thanh nhi, hắn có thể đi đến ngày hôm nay sao? Cố gắng. Hắn thừa nhận hắn thật sự rất cố gắng, nhưng nếu không có phụ thân và thanh nhi ủng hộ, chỉ sự cố gắng của hắn có thể đi đến ngày hôm nay ư? Rõ ràng là không. Đến Hồng Trần rèn luyện tâm lý. Là để hắn cao cao tại thượng phán xét người khác à? Những người ở trên đường này lại vội vã như thế. Vì đại đạo, vì trường sinh, cũng là vì sinh tồn. Những người này cố gắng vì sinh tồn có gì là sai? Sở dĩ hắn không giống bọn họ là vì hắn có một phụ thân và muội muội lợi hại. Từ trước đến giờ, hắn từng thiếu tiền không? Không. Hắn chưa từng phải lo lắng vì tiền. Hắn có thiếu phương pháp tu luyện và võ kỹ thần thông không? Không. Hắn cũng chưa từng thiếu những thứ này. Cũng giống như nhất kiếm trảm hư kiếm kỹ mạnh nhất của hắn bây giờ, hắn có được mà không hề phí sức. Còn những người trước mắt thì sao? Bọn họ không có phụ thân vô địch, không có thanh nhi vô địch, bọn họ không liều mạng, có thể thay đổi số phận không? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Kiếm đạo nhân gian. Hắn phát hiện, từ đầu hắn đã hơi sai rồi. Hắn luôn đứng ở vị trí cao nhìn xuống nhân gian hồng trần. Lúc ở Thanh Thành, hắn cảm thấy hắn rất khổ, nhưng không ngờ so với vô số người, hắn không hề khổ chút nào. Lúc người than phiền mình không có giày mang, người phải nghĩ đến trên thế giới này còn có người không có chân. Nhân gian hồng trần, không phải là thoát khỏi, mà là phải hòa nhập, phải cảm nhận. Ngươi nhìn xuống nó bằng một tâm lý hơn người thì sao có thể thật sự hiểu rõ hồng trần. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên hiểu ra, hắn bật cười.
vui vẻ, hạnh phúc. Hắn thật sự rất vui vẻ vì đã phát hiện thiếu sót và khuyết điểm trong tâm cảnh của mình. Hắn rất hạnh phúc vì bản thân không bị mê muội rồi đi trên một con đường sai trái. Oanh! Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên. Diệp Huyên cầm lấy kiếm, hắn chậm rãi đi về phía cuối đường. Lúc này, hắn dường như trở lại Thanh Thành trước đây. Thanh Thành là một thế giới nhỏ, mà thế giới nhỏ này mới có hơi thở của nhân gian. Hai bên đường phố của Thanh Thành không ngừng có tiếng hô, khắp đường phố tràn đầy hơi thở thành thị. Những hình ảnh ở Thanh Thành trước đây nhanh chóng thoáng qua trong đầu hắn. Thác Bạt Ngạn, Khương Cửu, Kỳ An Chi, Liên Vạn Lý, Mạc Vân Khởi, Thác Bạt Tiểu Yêu. Đi một hồi, không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên đi tới tinh vực Vị Ương, ở nơi này, hắn lại gặp được một vài người quen cũ, Vị Ương Thiên, Họa Sư, Táng Thiên Trường Thành, còn có Mạc Tà. Một lúc lâu sau đó, hắn lại đến vũ trụ hỗn độn, ở nơi này, hắn gặp được Tiểu Thất, Thượng Quan Tiên Nhi. Một lúc lâu nữa, hắn đi tới vũ trụ ngũ duy, đi tới nơi này, hắn hơi nở nụ cười, vì hắn nhìn thấy Niệm Tỷ. Niệm Tỷ thích ăn cá. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên dần trở nên sán lạn. Lại một lúc lâu nữa, Diệp Huyên đi tới linh vực, ở nơi này, hắn nhìn thấy Quan Âm, A Tửu, A Mục, Tư Đồ. Diệp Huyên càng đi càng chậm. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên đi tới vũ trụ lục duy, ở nơi này, hắn gặp trụ trì của cổ tự, ma tiểu đạo của gia tộc ma đạo, tiên tri của diệp tộc, đạo đình, thần tướng bạch bào, đạo tổ, la hầu, a khổ vương, xích yêu vương. Tiểu đạo. Lúc nhìn thấy người này, Diệp Huyên dừng bước, hắn im lặng một lúc rồi chậm rãi siết chặt tay trái, tiếp tục tiến về phía trước. Vũ trụ cửu duy. Ở nơi này, hắn gặp Đông Lý Tịnh của bất tử đế tộc. Ngày càng nhiều người hơn. Đạo Nhất, A Mệnh, Tài Ách, Tiểu Đao, An Liên Vân, tầng 9, Giản Tự Tại, Đại Thần tầng 2, Ma Chủ, Đế Khuyển, Tiểu Linh Nhi. Đi một hồi, nụ cười trên mặt Diệp Huyên dần biến thành vẻ lưu luyến, nhưng vẻ lưu luyến đó lại nhanh chóng trở thành cảm xúc phức tạp. Cả quá trình này, có không biết bao nhiêu người lặng lẽ biến mất. Lúc này, Diệp Huyên đã rời khỏi thành, mà đêm cũng đã khuya, phía chân trời có một vầng trăng sáng treo lên. Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt hắn tràn đầy sự tang thương. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, trăng sáng vẫn ở chỗ cũ, nhưng cũng không thấy cố nhân năm đó nữa. Nói xong, hắn lắc đầu, tiến về phía trước một bước, trân trọng hiện tại. Một tia kiếm ý đáng sợ đột nhiên cuộn trào từ trong cơ thể Diệp Huyên, trong nháy mắt, thời không xung quanh lập tức vặn vẹo, kiếm ý này ngày càng mạnh, cuối cùng đâm rách bầu trời, xuyên thẳng vào chỗ sâu của tinh hà. Mấy triệu tinh vực thoáng chốc sôi trào, nhưng cũng không sụp đổ. Lòng bàn tay Diệp Huyên mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Một khắc sau, một lực lượng đặc biệt và thần bí kèm theo kiếm ý lan tràn khắp xung quanh. Kiếm ý nhân gian, lực lượng nhân gian, kiếm đạo nhân gian sơ thành, hồng trần luyện tâm. Từ trong đi ra đến ngoài thành chỉ có mấy dặm, nhưng Diệp Huyên như thể đã trải qua được mấy vòng luân hồi. Trên đoạn đường này, hắn thấy được vô số người xưa, những cố nhân này gợi lại cho hắn vạn ngàn kỷ niệm, có tốt đẹp, cũng có đau thương, càng có tiếc nuối, bởi vì có những người chưa kịp tạm biệt đã phải rời đi. Trong quãng đời của con người, có nhiều lúc phải đến rồi đi, rất nhiều người đã không còn ở bên ta. Nhìn đi rồi nhìn lại mới phát hiện bao nhiêu là nuối tiếc. Nhiều khi chia ly là điều không thể tránh khỏi, nhưng ít ra cũng nên nói lời tạm biệt hẳn hoi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bởi vì tất cả vẫn còn kịp. Xung quanh Diệp Huyên, kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian đang ngày càng mạnh lên. Kiếm ý nhân gian. Lực lượng nhân gian. Đây là kiếm đạo hoàn toàn mới được hắn sáng tạo ra, đây chỉ là sơ thành, bởi vì hắn chỉ mới bắt đầu ngộ, chỉ mới là nhân gian của riêng hắn. Thẳng một đường đến đây, đều là nhân gian hồng trần thuộc về riêng hắn. Tuy chỉ mới là sơ thành, nhưng cuối cùng vẫn là một kiếm đạo hoàn chỉnh. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, từng luồng kiếm ý ở xung quanh chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn, mà lực lượng nhân gian cũng từ từ biến mất không còn thấy đâu.
Đúng lúc này, thời không xung quanh Diệp Huyên đột nhiên trở nên vặn vẹo. Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại. Chẳng mấy chốc, thời không xung quanh Diệp Huyên bắt đầu mở đi, thoáng chốc, hắn đã xuất hiện trong một mảnh tinh không không biết tên. Ở trước mặt hắn không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng, người này mặc một bộ trường bào màu đỏ thẫm, trên người còn tản ra một luồng lệ khí cùng sát ý vô cùng kinh khủng. Động huyền cảnh. Mà ở phía sau hai bên của ông ta còn có 6 người nữa. Tất cả đều là động huyền cảnh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, chắc các hạ đây là thành chủ Tu La Thành. Vẻ mặt người đàn ông trung niên vô cảm, đúng vậy. Người này chính là thành chủ Tu La Thành của Hoang Vũ Trụ. Diệp Huyên cười hỏi, để giết ta, các ngươi đã vạch kế mất bao lâu? Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên, ta rất ghét loại người như ngươi, rõ ràng đang rất sợ nhưng vẫn cố làm bộ bình tĩnh, tuy nói đời người chỉ như một màn kịch, nhưng ngươi cứ diễn mãi như vậy không thấy mệt à? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ngươi cảm thấy ta đang điên à? Thành chủ Tu La Thành châm kiếm, bảy động huyền cảnh ở đây, đừng bảo ngươi không sợ. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh rồi đáp, thành thật mà nói thì đúng là ta không sợ. Thành chủ Tu La Thành cười gằn, được thôi, ngươi cứ tiếp tục diễn đi. Diệp Huyên không nói gì. Lúc này, thành chủ Tu La Thành lại nói, ngươi trẻ tuổi, ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản. Diệp Huyên bỗng chen ngang lời nói của thành chủ Tu La Thành, đã biết mà ngươi vẫn quyết đâm đầu vào chỗ chết như thế à? Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên, đúng vậy. Diệp Huyên lắc đầu, thật ra ta cũng không phải người thích lắm lời, nhưng hôm nay ta sẽ nói nhiều hai câu vậy. Ta thật sự không hiểu, tại sao các ngươi phải làm như vậy? Chẳng lẽ ta trông không giống cường giả tí nào à? Thành chủ Tu La Thành đánh giá Diệp Huyên một chút rồi châm chọc, ngươi chỉ là một chi huyền cảnh nho nhỏ mà cũng được coi là cường giả. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn cường giả động huyền cảnh đứng ở bên phải. Cường giả động huyền cảnh kia khẽ nhíu mày lại, ngươi nhìn cái gì? Ngươi! Xoẹt! Bỗng, đầu của cường giả động huyền cảnh đang nói chuyện kia bị chém bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Bị xóa sổ. Chảm hư. Mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Thành chủ Tu La Thành cầm đầu cũng nhìn Diệp Huyên với ánh mắt sợ hãi, ngươi. Sao ngươi, chỉ trong tích tắc, không thể. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bây giờ đã được coi là cường giả chưa? Trong mắt thành chủ Tu La Thành ánh lên tia dữ tợn, tuyệt đối không thể. Mọi người cùng nhau tiến lên, hắn chắc chắn. Nhưng ông ta còn chưa nói xong thì năm cường giả động huyền cảnh đứng xung quanh Diệp Huyên đột nhiên xoay người bỏ chạy vào trong trời sao xa xôi. Chạy rồi. Diệp Huyên cùng thành chủ Tu La Thành đều sửng sốt. Chạy trốn. Thành chủ Tu La Thành vẫn chưa kịp định thần lại. Trong trời sao phía xa, mấy tên cường giả động huyền cảnh đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, để giết một động huyền cảnh trong nháy mắt thì cần có thực lực kinh khủng đến mức nào. Còn đánh đấm gì nữa? Thành chủ nghĩ gì vậy? Diệp Huyên nhìn về phía thành chủ Tu La Thành, cười nói, chỉ còn lại chúng ta thôi. Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn vẻ kiêng kỵ, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, đừng phí lời nữa, tiếp đến ta sẽ xuất một kiếm với ngươi, chiêu kiếm này vô cùng lặng lẽ, cũng cực kỳ quỷ dị, ngươi phải dốc toàn lực phòng bị, hiểu chưa? Vừa nãy dù hắn có thể giết được động huyền cảnh trong tích tắc, nhưng đó là vì hắn đánh lén, cộng thêm đối phương cũng không đề phòng. Mà bây giờ hắn muốn thử xem, một chiêu kiếm quang minh chính đại của mình có thể giết một cường giả động huyền cảnh hay không? Kiểu đánh lén chỉ có thể làm một hai lần, người ta biết rồi sẽ có phòng bị ngay. Thành chủ Tu La Thành do dự một lúc rồi nói, ta có thể từ chối không? Diệp Huyên đang định nói chuyện thì thành chủ Tu La Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, một khắc sau, một luồng sát ý cùng lệ khí khủng bố bùng phát từ trong cơ thể ông ta, ngay sau đó, ông ta tung một quyền về phía Diệp Huyên. Cú đấm này quả thực lệ khí ngập trời, nếu trong tình huống bình thường thì đối phương sẽ bị lệ khí này ảnh hưởng đến thần trí, nhưng Diệp Huyên lại không bị gì cả. Thấy ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh không mảy may bị ảnh hưởng gì của Diệp Huyên. Trong mắt thành chủ Tu La Thành đột nhiên co rụt lại, lúc này đây, ông ta đã thấy hoảng loạn. Một luồng kiếm quang chợt bộc phát trước mặt Diệp Huyên, một khắc sau, thành chủ Tu La Thành lập tức bị đánh bay ra ngoài hơn mấy vạn trượng,
Khi ông ta vừa dừng lại thì cơ thể đã nát bét, linh hồn dần tan biến. Trảm sát. Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên với vẻ mờ mịt, ngươi. Diệp Huyên mở tay ra, một viên đan dược chậm rãi bay đến trước mặt thành chủ Tu La Thành, đây là dưỡng hồn đan, mau ăn vào đi, nếu không ông sẽ đi đời thật đấy. Khi thấy linh hồn của mình đang nhanh chóng biến mất, thành chủ Tu La Thành vội vàng ăn dưỡng hồn đan vào, đan dược vừa vào trong cơ thể, một luồng sức mạnh thần bí lập tức bảo vệ lấy linh hồn của ông ta. Thấy cảnh này, thành chủ Tu La Thành mới thả lỏng được ít nhiều, ông ta nhìn Diệp Huyên, run giọng nói, đa tạ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không sao. Nói rồi, hắn búng ta một cái, một luồng kiếm quang nhanh chóng khóa linh hồn của thành chủ Tu La Thành lại, một khắc sau, hắn dẫn theo thành chủ Tu La Thành biến mất. Không bao lâu sau, cả hai đã đến Tu La Thành. Lúc đi vào Tu La Thành, Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại. Bên trong Tu La Thành đầy dẫy lệ khí cùng sát ý vô tận, chúng nhiều và dày đặc đến mức khiến cả Diệp Huyên cũng thấy hơi khiếp sợ. Lúc này, thành chủ Tu La Thành đột nhiên run giọng nói, cậu dẫn ta tới đây làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, thành chủ Tu La Thành, thật không dám giấu giếm, gần đây ta xây dựng thư viện, bồi dưỡng cường giả, nên đang thiếu tiền. Tu La Thành ông truyền thừa nhiều năm như vậy, chắc hẳn có không ít trụ mạch, đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt của thành chủ Tu La Thành lập tức cứng đờ, bây giờ ông ta đã biết tại sao người đàn ông trước mặt này không giết mình. Hóa ra là tống tiền. Nghĩ tới đây, thành chủ Tu La Thành vội vàng nói, không biết Diệp thiếu muốn bao nhiêu. Diệp Huyên dựng một ngón tay lên. Thành chủ Tu La Thành thầm thấy nhẹ nhõm, 10 triệu à. Diệp thiếu chờ chút, ta sẽ lập tức phái người đưa đến, cậu. Diệp Huyên đột nhiên nghiêm túc nói, thành chủ Tu La Thành, không phải 10 triệu, mà là 100 triệu. Khuôn mặt thành chủ Tu La Thành lập tức ngớ ra, khó mà tin được 100 triệu. Diệp Huyên gật đầu. Thành chủ Tu La Thành lập tức lắc đầu, Diệp thiếu, như vậy là quá nhiều. Cho dù ta có bán Tu La Thành thì cũng không được nhiều như vậy. Xoẹt. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng qua giữa hàng mày của thành chủ Tu La Thành. Ầm. Linh hồn của thành chủ Tu La Thành nhanh chóng tan biến. Thành chủ Tu La Thành hoàn toàn biến sắc, ông ta nhìn Diệp Huyên, kinh hãi thốt lên, Diệp thiếu. Diệp Huyên cười nói, 100 triệu hoặc mạng của ông cùng toàn thể con dân Tu La Thành này, ông chọn cái nào? Thành chủ Tu La Thành run giọng nói, Diệp thiếu, cậu không thể làm như vậy được. Cậu là người ăn học đàng hoàng mà, có ai trí thức đầy mình mà làm loại chuyện như vậy không? Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, trước khi ta học hành tử tế, ông biết người đời gọi ta là gì không? Thành chủ Tu La Thành run giọng nói, là gì? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không nói cho ông biết. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên phất tay áo lên, bỗng, một thanh kiếm xuất hiện trên bầu trời Tu La Thành, ngay sau đó, một luồng kiếm ý khủng bố ập xuống toàn bộ Tu La Thành. Lúc này đây, vô số cường giả bên trong Tu La Thành đua nhau ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy thành chủ Tu La Thành ở phía chân trời, ai nấy đều ngây dại ra. Diệp Huyên nhìn thành chủ Tu La Thành, 100 triệu, có vấn đề gì không? Thành chủ Tu La Thành vội vàng nói, không, không vấn đề gì cả, ta đi xoay sở ngay. Chỉ là, sau khi ta chuẩn bị đủ rồi, cậu có thể tha cho ta không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Thành chủ Tu La Thành có chút nghi ngờ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta lấy phụ thân của mình ra thề, sau khi ông chuẩn bị cho ta 100 triệu rồi, ta sẽ không giết ai cả. Thành chủ Tu La Thành gật đầu, được, ta tin vào nhân phẩm của Diệp thiếu. Nói rồi, ông ta xoay người nhìn về phía Tu La Thành rồi gào lên, bán hết tất cả những thứ có thể bán đi, đem toàn bộ bán rẻ lại cho Tiên Bảo Các, nhanh chân lên. Bên dưới, cường giả trong Tu La Thành không ai dám chần chừ, đều vội vã mang thần vật công pháp chạy đến Tiên Bảo Các. Trên không trung, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khoảng nửa canh giờ sau, một ông già đi tới trước mặt thành chủ Tu La Thành cùng Diệp Huyên, ông lão run giọng nói, Diệp thiếu. Chỗ này là 60 triệu trụ mạch, còn thiếu 40 triệu nữa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thấy thế, thành chủ Tu La Thành vội vàng nói, Diệp thiếu, đừng vội, còn nữa, ta vẫn còn. Diệp thiếu chờ một chút. Nói rồi,
ông ta xoay người biến mất. Diệp Huyên cũng không sợ đối phương bỏ trốn, kiếm của hắn vẫn đang cắm trong linh hồn ông ta. Không bao lâu sau, thành chủ Tu La Thành đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta đưa một chiếc nhẫn chứa đồ cho hắn, Diệp Thiếu. Diệp Huyên nhìn thành chủ Tu La Thành rồi cười nói, ông cũng hay đấy, nhiều trụ mạch như vậy mà lại không mang theo bên người. Lúc trước sở dĩ hắn không giết đối phương là vì phát hiện trên người ông ta không có nhẫn chứa đồ. Thành chủ Tu La Thành cười khổ, đều là tiền tài trong gia tộc, nếu mang theo bên người, lỡ có chuyện ngoài ý muốn. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, suy tính chu đáo. Nói rồi, hắn nhận lấy nhẫn. Thấy Diệp Huyên cất nhẫn đi, trái tim thành chủ Tu La Thành chảy máu, đây là tài sản ông ta tích góp hơn vạn năm đấy. Bây giờ thành công cốc hết rồi. Nhưng thôi, mạng quan trọng hơn. Thành chủ Tu La Thành do dự một lúc rồi nói, Diệp Thiếu, chuyện cậu nói vẫn giữ lời mà đúng không? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Nói xong, hắn lập tức dẫn thành chủ Tu La Thành biến mất, không bao lâu sau, cả hai đã xuất hiện trong thư viện Quan Huyên. Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên, hơi nghi ngờ hỏi, Diệp Thiếu, cậu dẫn ta đến đây làm gì? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, gặp cố nhân. Thành chủ Tu La Thành vừa định nói chuyện thì bỗng, ông ta xoay đầu lại, cách đó không xa có một cô gái đang nhìn hai người. Cô gái này chính là Tú Phạn. Thấy Tú Phạn, sắc mặt thành chủ Tu La Thành lập tức thay đổi. Diệp Huyên nhìn Tú Phạn, giao cho cô đấy, tùy cô xử trí. Nói rồi, hắn xoay người rời đi, thành chủ Tu La Thành đột nhiên gào lên, Diệp Huyên, người đã bảo sẽ không giết ta mà. Diệp Huyên dừng bước lại. Ta có giết ông đâu. Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên với vẻ oán độc vô cùng. Ngươi chơi chữ đấy à? Ngươi lấy cả phụ thân ra thể, ngươi làm như thế không sợ phụ thân của mình chết không được tử tế sao? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, không sợ. Người đàn ông áo xanh. Nghe Diệp Huyên nói thế, thành chủ Tu La Thành sững người. Diệp Huyên không nhiều lời nữa mà quay lưng biến mất. Thành chủ Tu La Thành đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh. Ông ta xoay người lại. Diệp Huyên về lại rừng trúc nơi mình tu luyện kia, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. 100 triệu, hiện tại hắn có 100 triệu trụ mạch, cộng thêm số dư lúc trước thì hắn có xấp xỉ 120 triệu trụ mạch. Vấn đề tiền bạc đã tạm thời được giải quyết rồi, tiếp theo là cần phải bồi dưỡng nhiều động huyền cảnh hơn, mà chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, còn phải chiêu mộ thêm một vài cường giả đứng đầu nữa. Bồi dưỡng học viên đến động huyền cảnh từ con số không thật sự quá khó khăn, dù sao không phải ai cũng được như Thanh Khâu. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn xòe tay ra, thanh kiếm phụ thân đưa cho hắn xuất hiện trong tay. Ban nãy khi giao thủ với thành chủ Tu La Thành, hắn phát hiện bây giờ bản thân đã có thể giết động huyền cảnh trong nháy mắt rồi. Mà chiêu kiếm khi đó còn chưa phải toàn lực của hắn. Bởi vì hắn vẫn chưa khởi động huyết mạch chi lực cùng kiếm ý và lực lượng nhân gian. Nếu dốc hết toàn lực, Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, hắn cũng không thể ước lượng được, bởi vì đến giờ hắn chỉ mới gặp được hai cường giả trên động huyền, một trong số đó là cổ thần, hai là cái bóng mờ của thần cổ tộc, bóng mờ kia đã bị hắn dùng bút đại đạo giết chết, vậy nên thực lực của đối phương rốt cuộc ra sao hắn cũng chưa rõ. Đúng lúc này, Tú Phạn đi tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Tú Phạn, giải quyết xong rồi. Tú Phạn gật đầu. Diệp Huyên cũng khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Tú Phạn nhìn Diệp Huyên, từ nay về sau, mạng này của ta cũng là của ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, cô trở về tiếp quản Tu La Thành đi, sau đó hãy chiêu mộ các học viên có thiên phủ cực tốt về. Nói rồi, hắn mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Tú Phạn, trong nhẫn là 10 triệu trụ mạch. Tú Phạn gật đầu, được. Nói rồi, nàng nhận lấy nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên nói, lúc cần đánh nhau ta sẽ điều cô trở về. Nhớ kỹ, phải nghiên cứu, bộ luật thần đạo thật kỹ vào. Tú Phạn khẽ gật đầu, được. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay mà có chút buồn rầu. Hiện tại hắn muốn sảng khoái đánh một trận cực lớn, nhưng động huyền cảnh bình thường bây giờ đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi, mà cường giả bên trên động huyền cảnh cũng không phải nốt. Thần cổ tộc, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Tại sao thần cổ tộc vẫn chưa đến gây sự với hắn? Còn cổ thần kia nữa? Lúc trước thở ra mấy lời hung hăng kia chẳng lẽ để ra oai thôi à? Tất nhiên Diệp Huyên sẽ không chủ động đi tìm bọn họ, bây giờ tuy hắn rất tự tin,
nhưng không đến mức tự cho bản thân mình đã vô địch thật sự. Đối phương đến chậm chừng nào thì hắn được nghỉ ngơi nhiều chừng đó thôi, vậy cũng tốt. Nhưng hiện tại hắn thật sự rất muốn chiến đấu. Bây giờ hắn đã có chút hiểu được cảm giác của Tiêu Dao Tử đại ca, Thanh Nhi và cả của phụ thân nữa, ở chư thần giới này, hắn vô địch rồi. Mà cảm giác vô địch này thật sự khiến người ta thấy cô quạnh. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên cả kinh trong lòng. Trước đây mỗi khi bản thân có suy nghĩ này là hắn sẽ gặp quả báo ngay, cũng như Tiểu Tháp nói, ngầu không quá 3 ngày. Mẹ kiếp, đừng bảo sắp tới cũng sẽ y hệt vậy nhé. Đúng lúc này, có một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão hành lễ vô cùng cung kính, Diệp Thiếu, kính mong cậu giúp đỡ. Người này chính là ông lão tùy tùng bên cạnh Thần Lam lúc trước. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có chuyện gì? Ông lão trầm giọng nói, người của thần cổ tộc đã đến. Thần cổ tộc, Diệp Huyên híp mắt lại. Ông lão lại chắp tay hành lễ, kính mong Diệp Thiếu theo ta đi một chuyến đến vân giới. Diệp Huyên gật đầu rồi đứng dậy, hắn và ông lão lập tức biến mất. Vân giới, trên đỉnh núi Vân Sơn, Thần Lam đang nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi đối diện nàng không xa. Cô gái này thân mang trường bào trắng rộng thùng thình không nhiễm bụi trần, giữa hàng mày nàng ta còn có một nốt chấm nhỏ đỏ thắm. Thần Lam nhìn cô gái đứng trước mặt mình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lúc này, cô gái kia chợt nói, ngày mai về tộc với ta. Không cho phép phản kháng. Thần Lam trầm giọng nói, ngươi là ai? Cô gái liếc nhìn Thần Lam, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện trước mặt nàng ta. Người này chính là Diệp Huyên. Cô gái nhìn Diệp Huyên, chi huyền cảnh. Nói rồi, ánh mắt nàng ta lại rơi xuống cây bút bên hông Diệp Huyên, vẻ mặt rất bình tĩnh, ngày đó ngươi đã dùng bút này giết Cổ Tiềm. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cô gái cầm cốc trà trên bàn đá lên hợp nhẹ một hơi, rồi nói, bút đại đạo, nhưng không phải là bản thể, nghe vậy. Trong mắt Diệp Huyên co lại, trong lòng thầm khiếp sợ. Cô gái này là ai? Nàng ta có thể nhận ra bút đại đạo, mà còn biết đây không phải là bản thể nữa. Diệp Huyên bỗng nói trong lòng, bút huynh, thì ra huynh cũng không ghê gớm lắm. Bút đại đạo, Diệp Huyên trầm mặc, hắn có chút cảnh giác. Khoảng thời gian qua rõ ràng hắn đã sống quá yên ổn, vậy nên chắc đã đến lúc bị an bài lại rồi. Chẳng lẽ là bút đại đạo an bài? Nghĩ tới đây, Diệp Huyên cau mày lại. Lúc này, bút đại đạo đột nhiên nói, Diệp Thiếu, vận mệnh của cậu không phải do ta vận hành, đừng trách ta nữa, ta mà có bản lĩnh lớn như vậy thì đã không bị muội muội cậu ngày ngày uy hiếp rồi. Còn nữa, người phụ nữ trước mặt kia vẫn chỉ là run để trong mắt ta thôi, nhưng cậu hiện tại vẫn chưa thể phát huy được hết toàn bộ sức mạnh của phân thân này. Ý của ta là, cậu nên tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình thì hơn. Diệp Huyên, cô gái nhìn Diệp Huyên, huyết mạch đặc biệt, lại đem theo bút đại đạo. Ngay cả ta cũng phải thấy tò mò với thân phận của ngươi đấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô là người của thần cổ tộc. Cô gái gật đầu, Diệp Huyên nhìn cô gái, cô muốn đấu văn hay đấu võ? Vẻ mặt của cô gái rất bình tĩnh, ta sao cũng được, ngươi chọn đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì chọn văn đi. Cô gái gật đầu, được thôi. Diệp Huyên cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Cô gái nhìn Diệp Huyên, ta nói thật nhé, ngươi không ngại chứ? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Cô gái vẫn rất bình tĩnh, ngươi không xứng biết tên của ta. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Cô gái lại nói, không có ý xúc phạm đâu, nhưng ngươi hiện tại quả thật không xứng biết tên của ta. Nếu ngươi cảm thấy ta mạo phạm thì có thể đổi sang đấu võ. Nói rồi, nàng ta chỉ vào bút đại đạo bên hông Diệp Huyên, ngươi có thể dùng nó đánh ta. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cô nương, cô cũng phách lối quá nhỉ. Cô gái lắc đầu. Không phải ta phách lối, chỉ là thực lực của ngươi không đủ nên mới nghĩ ta phách lối. Bởi vì ta biết, với cảnh giới hiện tại của ngươi, căn bản không thể phát huy được uy lực thật sự của cây bút này. Nói thật, ta khuyên ngươi nên đánh thử một trận, nếu không ngươi lại ảo tưởng rằng chúng ta có thể nói chuyện ngang hàng được. Diệp Huyên gật đầu, chuyển sang nơi khác. Cô gái lắc đầu, không cần, ngươi cứ việc ra tay đi, ta đảm bảo nơi này sẽ không tổn hại một cọng cây ngọn cỏ nào. Diệp Huyên trầm mặc. Gay rồi, gặp phải kẻ khó ăn rồi. Lần này e là không diễn được rồi. Cô gái đột nhiên đứng dậy, thân thể hơi nghiêng về trước rồi nhìn Diệp Huyên, đánh không? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đánh. Dứt lời, hắn xòe tay ra, bút đại đạo xuất hiện trong tay hắn. Một khắc sau, bút chậm rãi bay sang một bên. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không dùng bút đại đạo. Diệp Huyên giật đầu, không cần. Cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên,
vậy ngươi không có phần thắng. Diệp Huyên hỏi, thế nếu dùng bút thì sao? Cô gái nói đáp, có 3 phần. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, mong cô nương chỉ giáo. Vừa nói xong, một thanh kiếm quỷ dị lập tức đâm thẳng về phía huyệt thái dương của cô gái. Chảm hư, mà lúc chiêu kiếm này còn cách huyệt thái dương của cô gái nửa tấc thì nó đột nhiên dừng lại. Hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Hai ngón tay trắng nõn như ngọc của cô gái kẹp chặt lấy kiếm của Diệp Huyên, mà toàn bộ sức mạnh bên trong thanh kiếm cũng bị áp chế lại, không thể phát ra ngoài được chút nào. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc. Chảm hư của hắn bị chặn lại dễ dàng như vậy sao? Nhưng vậy còn chưa phải là đáng sợ nhất là đối phương có thể chế trụ được toàn bộ sức mạnh bên trong chiêu kiếm này, thực lực phải khủng bố bao nhiêu mới có thể làm như vậy được. Đúng lúc này, cô gái đột nhiên trở tay nắm lấy kiếm, nàng ta vung kiếm kề ngang cổ Diệp Huyên, kiếm tốt, kiếm kỹ cũng mạnh, đáng tiếc ngươi quá yếu. Nói xong, nàng ta bỗng đưa kiếm lại cho Diệp Huyên rồi bảo, lại lần nữa đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, giữa ta và cô đúng là có chút chênh lệch. Cô gái vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không đánh nữa. Diệp Huyên nói, đánh chứ. Dứt lời, hắn nhận lấy kiếm từ cô gái, một khắc sau, kiếm lại biến mất, vẫn là chảm hư. Có điều lần này chiêu kiếm còn có thêm kiếm ý và lực lượng nhân gian. Nhưng mà chiêu kiếm này vẫn bị cô gái kia kẹp lấy bằng hai ngón tay, nhưng giữa ngón tay của nàng ta lại có một dòng máu tươi chảy xuống. Ngón tay bị cứa rách. Cô gái cau mày lại, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, kiếm đạo của ngươi. Có chút tà môn, nhưng vẻ mặt của Diệp Huyên đã sầm lại. Mẹ kiếp, lão tử vẫn chỉ ngầu được có 3 ngày. Có bút đại đạo trợ giúp cũng chẳng thay đổi gì sất. Đang còn định làm màu ở vũ trụ chư thần này thêm một khoảng thời gian nữa, vậy mà không ngờ lại bị mất mặt nhanh đến thế. Cuộc đời nghiệt ngã quá, đáng thương quá, cô gái đột nhiên nói, kiếm đạo của ngươi tên là gì? Diệp Huyên đáp, kiếm đạo nhân gian. Cô gái nhẹ giọng nói, kiếm đạo nhân gian, cũng không tệ lắm, lấy tục sự cõi trần làm kiếm. Đáng tiếc ngươi ít trải nghiệm, kiếm đạo chỉ mới tiểu thành, nhưng tiềm lực của kiếm đạo này lại vô cùng lớn. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, cô muốn đánh chết ta à? Cô gái nhìn Diệp Huyên, người muốn dùng người đứng sau mình để uy hiếp ta. Diệp Huyên lắc đầu, tài nghệ không bằng người, ta chịu thua. Cô gái khẽ gật đầu, có chút tán thưởng, người quả thật không tệ, biết nhận thua một cách thản nhiên, chứ không giống với những người trẻ tuổi khác, không mạnh miệng được nữa thì lôi hậu phương ra. Diệp Huyên, cô gái trả kiếm lại cho Diệp Huyên, ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải đi theo ta một chuyến. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đi đâu? Cô gái nói, thần cổ tộc. Dứt lời, nàng ta phất tay áo phải lên. Chân trời phía xa lập tức nổ tung, sau đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Diệp Huyên do dự một chốc rồi nói, được. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ta cứ nghĩ ngươi sẽ từ chối. Diệp Huyên đáp, thua thì nên biết điều. Cô gái đánh giá Diệp Huyên một chút, thế hệ trẻ của thần cổ tộc không một ai so được với ngươi. Ta nói thật. Muốn ngươi đến thần cổ tộc chủ đích là để ngươi đại diện thần cổ tộc đi luận võ. Nếu thắng, ân oán giữa thần cổ tộc ta và ngươi coi như xóa bỏ. Diệp Huyên hỏi, nếu thua thì sao? Mặt cô gái không hề có cảm xúc, ngươi sẽ bị người khác đánh chết. Nói rồi, nàng cúi người nhìn Diệp Huyên, ngươi yên tâm, nếu ngươi bị đánh chết, ta và người phía sau ngươi sẽ cùng báo thù cho ngươi. Diệp Huyên lắc đầu thôi, cái đó không cần đâu. Cô gái nhìn Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, nếu ta bị đánh chết, vậy vũ trụ vô tận này cũng sẽ chôn cùng ta. Nói rồi, hắn liếc nhìn xung quanh, khế bảo, nói lời này có lẽ hơi phách lối một chút, nhưng vũ trụ vô tận này sở dĩ vẫn tồn tại, là vì Diệp Huyên ta còn sống. Cô gái nhìn Diệp Huyên, một lát sau mới lắc đầu, bệnh hoang tưởng. Diệp Huyên, Thanh Nhi, lúc này đây, hắn chợt nhớ đến Thanh Nhi, hắn có thể cảm nhận được trong lòng Thanh Nhi rất cô đơn. Có khi còn cô đơn hơn cả cha và đại ca Tiêu Giao Tử nữa. Hơn nữa tính cách của Thanh Nhi cũng nóng nảy hơn cha và đại ca rất nhiều, nếu cõi đời này không còn ai khiến nàng thấy lưu luyến thì không chừng nàng thật sự sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ này. Nếu nàng muốn làm càn, thì thế gian này dù có là cha và đại ca cùng hợp sức cũng không thể ngăn nàng được. Không một ai có thể ngăn được một thiên mệnh đã nổi điên. Hay, Diệp Huyên đột nhiên thấy có chút muốn gặp lại Thanh Nhi, trước mặt Diệp Huyên. Cô gái kia vẫn đang nhìn hắn, khi nghe được Diệp Huyên nói câu kia, vẻ mặt của nàng ta vẫn luôn rất bình tĩnh, bởi vì nàng ta nghĩ hắn chỉ nói bừa. Cô gái đột nhiên nói, đi thôi. Dứt lời, nàng ta quay đầu lại nhìn Thần Lam, về tộc.
Thần Lam nhìn Diệp Huyên một lát rồi gật đầu, được. Cô gái đang định dẫn Diệp Huyên và Thần Lam rời đi thì đúng lúc này, bỗng có một cô gái xuất hiện trước mặt cả ba người. Nhìn kỹ được là ai đến thì Diệp Huyên hơi sửng sốt. Là Thanh Khâu, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Thanh Khâu, sao muội lại tới đây? Thanh Khâu trầm giọng nói, lo cho thiếu chủ ca ca. Diệp Huyên lắc đầu, ta không sao, muội về đi. Thanh Khâu nhìn về phía cô gái, thiếu chủ ca ca, nàng ta định bắt các huynh đi à? Diệp Huyên gật đầu, mất mặt quá, ta đánh không lại. Thanh Khâu nhìn về phía cô gái, chúng ta đánh trận đi. Nghe thế, Diệp Huyên càng sửng sốt hơn. Cô gái nhìn Thanh Khâu với vẻ rất hứng thú, sau đó nói, được. Thanh Khâu đột nhiên đấm ra một quyền. Một đấm tung ra, khí thế cuộn trào. Phía xa xa, cô gái kia híp hai mắt lại, cũng đồng thời đấm ra một quyền. Ầm ầm, đột nhiên, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố bộc phát ở trước mặt cả hai người. Một khắc sau, Thanh Khâu chợt lui lại vạn trượng, thế nhưng cô gái kia cũng bị đẩy lùi hơn nghìn trượng. Thấy thế, Diệp Huyên trợn mắt ngoác mồm. Đậu má, chẳng lẽ hắn đúng là ngữ vô dụng thối nát thật sao? Phía xa xa, Thanh Khâu chậm rãi siết chặt tay phải lại đặt ra sau lưng mình, nàng ấy đứng thẳng tắp, nhìn thẳng về phía cô gái kia, ánh mắt bình tĩnh tựa mặt hồ êm ả. Một bên khác, cô gái liếc nhìn bàn tay đã dạn nứt ra của mình, sau đó lại nhìn sang Thanh Khâu, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có thêm một tia hưng phấn, quả là một quyền đáng sợ. Nhà đầu, người có bằng lòng bái ta làm thầy. Diệp Huyên, Thanh Khâu liếc mắt nhìn cô gái, sau đó nói, trong lòng ta chỉ có thiếu chủ ca ca. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó lắc đầu, hắn cũng được, nhưng không xuất sắc bằng ngươi. Diệp Huyên đen mặt, Thanh Khâu cười khẽ, chí nguyện của thiếu chủ ca ca không phải là thứ ngươi có thể hiểu được. Nói rồi, nàng ấy quay sang nhìn Diệp Huyên, thiếu chủ ca ca, huynh cứ yên tâm, thư viện có ta thì sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Thanh Khâu, trong nhẫn có 60 triệu trụ mạch. Muội giữ lại tự mình sắp xếp nhé. Thanh Khâu im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, được. Nói xong, nàng ấy cất nhẫn đi. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, đi thôi. Lúc này, cô gái kia đột nhiên nói, tiểu cô nương, người có biết bái ta làm thầy có ý nghĩa như thế nào không? Thanh Khâu liếc mắt nhìn cô gái, theo ngươi thì chỉ vô địch ở một vùng vũ trụ, nhưng theo thiếu chủ ca ca thì sẽ vô địch toàn vũ trụ vô tận này. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Cô gái cau mày lại, Diệp Huyên thấy hơi ngại. Nhà đầu Thanh Khâu này tự tin vào hắn quá. Xem ra hắn cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, chỉ có thể mới xứng với niềm tin của cô bé thôi. Lúc này, cô gái quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, người biết nàng ấy ưu tú đến mức nào không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, gần bằng ta. Cô gái hơi run giọng, mặt mũi người dày đến mức khiến ta phải hãi hùng. Diệp Huyên, lúc này, Thần Lam đột nhiên nói, hắn vốn rất ưu tú. Cô gái liếc mắt nhìn Thần Lam, sau đó lại nhìn sang Diệp Huyên, ta không nói ngươi không ưu tú, nhưng nhà đầu kia còn xuất sắc hơn. Diệp Huyên cười bảo, cô nương, chúng ta ở đây bàn luận về vấn đề này hình như cũng không có ý nghĩa gì lắm. Đến thần cổ tộc đi, cô gái gật đầu, được. Nói xong, nàng liền dẫn Diệp Huyên và Thần Lam tiến vào trong vòng xoáy truyền tống. Một khắc sau, cả ba người đã xuyên qua kha khá thời không. Cô gái chắp hai tay sau lưng. Đưa lưng về phía Diệp Huyên và Thần Lam. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thần Lam, tại sao lại muốn đi? Thần Lam vô cảm đáp, người hỏi ta làm gì? Diệp Huyên đang định nói gì đó thì cô gái kia đột nhiên lên tiếng, không thể không nói, ta thật sự rất tò mò, sao ngươi lại có thể khiến bút đại đạo đi theo mình được? Nói rồi, nàng ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, sao ngươi lại làm được? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, chắc là do sự hấp dẫn từ nhân cách đấy. Bút đại đạo. Cô gái khẽ nhíu mày, ta công nhận ngươi rất ưu tú, nhưng không thể ưu tú đến mức khiến bút đại đạo chấp nhận đi theo phục tùng được. Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, không nói gì. Cô gái lại bảo, cho dù như thế nào đi nữa, ngươi quả thật rất thần bí, nếu ngươi có thể giúp thần cổ tộc thắng được lần tỉ thí này, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Nói xong, nàng ta xoay người, không nói gì thêm nữa. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, thầm nói trong lòng, bút huynh. Rốt cuộc Thanh Khâu là ai tái thế? Bút đại đạo không trả lời. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, huynh không muốn nói hay là không dám nói? Bút đại đạo vẫn không đáp lại. Diệp Huyên đành im lặng, không thể không nói, hắn càng lúc càng tò mò với Thanh Khâu. Nhà đầu này thật sự quá không đơn giản. Ở trước mặt nàng ấy,
Tất cả những thiên tài yêu nghiệt hắn từng gặp qua đều chẳng là cái thá gì nữa, bao gồm cả hắn. Lúc này, cô gái ở phía trước chợt nói, chúng ta đến rồi. Vừa nói xong, một luồng sáng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, một khắc sau, cả ba lập tức tiến vào trong luồng sáng kia, không biết qua bao lâu, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, trước mặt hắn là từng tòa thành lơ lửng trên không trung, những tòa thành này vô cùng đồ sộ, như một con cự thú đứng sừng sững giữa mây trời, nhìn khắp một lượt thì phải có đến mấy trăm tòa. Ngoài ra, cách trước mặt bọn họ không xa có một pho tượng khổng lồ tạc hình một người đàn ông đứng thẳng tắp, pho tượng kia cao gần nghìn trượng, dáng đứng uy nghiêm, hướng mắt nhìn thẳng về phía trước, trong con ngươi toát lên một khí tức oai phong vô hình, khiến người nhìn phải rợn cả da gáy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thần cổ tộc đây à? Cô gái dẫn đường gật đầu, đúng vậy. Thần Lam đột nhiên khẽ nói, có rất nhiều khí tức quen thuộc. Cô gái quay đầu liếc mắt nhìn Thần Lam, đó là khí tức của huyết mạch. Người có huyết mạch thần vương của thần cổ tộc, nhưng đáng tiếc là chỉ mới giác ngộ được 6 phần 10. Phần thứ 7 là một bình cảnh, nếu ngươi có thể vượt qua, giác ngộ được 7 phần thì thực lực sẽ có bước tiến tăng vọt. Thần Lam trầm giọng nói, phụ thân ta bị các người giết chết. Cô gái nói, có lẽ là bị cổ tiềm kia giết. Sắc mặt Thần Lam trầm xuống. Cô gái liếc mắt nhìn Thần Lam, nhánh tộc của tổ tiên ngươi từng phạm vào sai lầm tày trời, vốn nên bị tru di, nhưng khi đó tộc trưởng nhân từ, đã tha cho một con đường. Nói đoạn, nàng ta khẽ lắc đầu, bây giờ nói những điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả, Thần Lam còn định nói gì đó thì đã bị Diệp Huyên ngăn lại. Thần Lam nhìn về phía Diệp Huyên khẽ mỉm cười, khi cô chưa có đủ thực lực, tranh luận với bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Thần Lam im lặng một lát rồi mới gật đầu. Cô gái quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Huyên, lòng ngươi sáng như kính. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có chuyện rất hiếu kỳ, cường giả cấp bậc như cô có nhiều không? Cô gái lắc đầu, vùng vũ trụ này chỉ có mấy người mà thôi. Diệp Huyên lại hỏi, đây là vũ trụ gì? Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, thần vũ trụ, ở vùng vũ trụ này từng xuất hiện 6 vị cổ thần, 2 vị thượng cổ chi thần, nói rồi, nàng ta đột nhiên dừng bước lại, sau đó quay người nhìn Diệp Huyên, có phải ngươi nghĩ? Những người xưng thần này chẳng quá chỉ là một nhóm người khá mạnh thôi đúng không? Diệp Huyên gật đầu, cô gái lắc đầu, ngươi sai rồi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Cô gái lại nói, đối với một vài người, bọn họ chính là thần. Chỗ ta có một câu nói như này, chỉ có những người mạnh như thần, thì mới có tư cách nói câu này. Diệp Huyên im lặng, đúng vậy. Như hiện tại, với thực lực của hắn thì căn bản không thể đánh lại những người tự xưng là thần, này. Thanh Nhi thì có tư cách nói câu này, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có. Nhưng cũng đành chịu thôi. Sau khi đi theo Thanh Nhi một thời gian ngắn, hắn phát hiện hắn nhìn ai cũng như nhìn run rế. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ đến tiểu tháp kia đã ở bên Thanh Nhi lâu như vậy rồi, bây giờ e là mắt đã cao hơn trán, không còn xem ai ra gì rồi. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái kia, ông lão hành lễ cung kính với cô gái, tộc trưởng. Tộc trưởng, nghe ông lão nói thế, Diệp Huyên bỗng chốc sửng sốt. Người phụ nữ này là tộc trưởng thần cổ tộc cơ à? Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, hắn sẽ đại diện thần cổ tộc ta xuất chiến với hoang thần tộc. Nghe vậy, ông lão hơi bất ngờ, một khắc sau, lão vội vàng nói, tộc trưởng, thế cổ tân. Ham, cô gái nhíu mày lại. Thấy thế, ông lão cả kinh trong lòng, vội vàng cung kính hành lễ một cái rồi không dám nói gì nữa. Cô gái không nói gì thêm, đang định rời đi thì Diệp Huyên bỗng nói, hoang thần tộc kia rất mạnh, đúng không? Cô gái dừng bước lại rồi gật đầu. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, trận luận võ này rất quan trọng với thần cổ tộc cô đúng không? Cô gái xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn nói gì? Thần cổ tộc. Cô gái dẫn Diệp Huyên đi tới một đài tập võ lớn gần vạn trượng, xung quanh không có lấy một bóng người. Cô gái xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ ngươi là chi huyền cảnh đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái khẽ gật đầu, ngươi phải đạt đến động huyền. Nói rồi, nàng nhìn thẳng vào Diệp Huyên, có biết điều huyền bí của động huyền cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu. Thật ra hắn cũng biết có bút đại đạo thì hắn có thể đạt được đến bất kỳ cảnh giới nào, tất nhiên cũng bao gồm cả động huyền. Có điều hắn vẫn muốn nghe cô gái này giảng giải một lượt. Như vậy chắc chắn sẽ có những gặt hái khác. Trước đây, sở dĩ hắn không lợi dụng bút đại đạo để thăng thẳng đến động huyền cảnh là bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cho dù có đạt đến động huyền rồi e là cũng không làm gì được cô gái này.
Hơn nữa, mỗi khi dùng bút đại đạo để nâng cao cảnh giới đều phải bị tiêu hao quá nhiều sức. Có thể nói, khi hắn dùng bút đại đạo để tăng cảnh giới cũng là lúc hắn định sẵn sẽ liều mạng, nhưng bây giờ chưa phải là lúc đó. Có thể tạm thời xem xét tình hình trước đã. Cô gái nói, ngồi xuống đi. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cô gái cũng ngồi xuống rồi bảo, động huyền chính là nhìn rõ vận mệnh chi đạo. Nói xong, nàng tay nhẹ nhàng vươn tay phải lên, bỗng, xung quanh hai người đột nhiên xuất hiện từng tia đỏ đầy quỷ dị. Cô gái nhìn Diệp Huyên, sợi vận mệnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, sợi vận mệnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, đối phương rất mạnh, mà trận luận võ này rất quan trọng với các người. Chẳng lẽ không nên nâng cao thực lực cho ta một chút sao? Thần Lam, cô gái trầm mặc một lát rồi đáp, người dùng bút đại đạo, dưới bán thần thì gần như vô địch. Mà bán thần bình thường ngươi cũng dư sức để đánh một trận. Diệp Huyên lắc đầu, bút đại đạo này chỉ có thể dùng 2 lần trong 1 năm, mà năm nay ta đã dùng hết 2 lần rồi. Đặc Hiếp Nhi mày cô gái khẽ nhíu mày, 2 lần. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đúng vậy, bút đại đạo này không phải thứ tầm thường, mà thực lực của ta lại yếu, vậy nên 1 năm chỉ có thể sử dụng 2 lần. Nói rồi, hắn cười trừ một cái, sau đó lấy ra một quyển sách cổ, từ nhỏ ta đã chịu khó đọc sách của Thánh Hiền, chưa bao giờ biết lừa người. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ta tin ngươi. Diệp Huyên gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động. Mẹ kiếp, hắn chưa bao giờ đi con đường thật lòng thật dạ, khoảng thời gian vừa qua hắn nói thật đến mức nào cũng chẳng có ai tin. Vậy mà đến lúc nói dối thì ai cũng tin, mẹ nó chứ. Đây là thói đời kiểu gì thế? Diệp Huyên thở dài trong lòng, từ xưa đến nay chân tình chẳng ai nhận, lừa lọc thì khối người tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 207.